Các vị có nghe không? Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Thủ Diệu. Cái kinh Thủ Diệu này nó từ cái chữ Thủ Diệu này, nó từ cái chữ này này. Cái chữ này nó có nghĩa là không còn người nữa, không còn người nữa, không còn thêm cái người nào nữa. No more things, no things. Bà học tôi có giải thích chỗ này rồi mà biết bà con còn nhớ không? Tức là lúc Đức Phật còn tại thế đó thì có nhiều cái tông phái ngoại đạo, thì trong đó có một cái phái gọi là phái Nigan Thác. Cái phái này nó còn có một cái thuật ngữ, đó là ví dụ như một cái người, một cái vị đồng đạo mà mới vừa từ trần ấy, mình gọi cái từ mình là viên tịch ấy. À, một cái vị tu sĩ nào ở trong hệ phái mà mới vừa tịch thì người ta mới căn cứ vào cái số năm tu của vị đó trước đó, trước khi tịch. Ví dụ như là vị đã tu 10 năm mà bây giờ chết thì ta gọi là cái vị đó vừa nứt đã xác, có nghĩa là vị này đã được 10 năm nhưng mà không còn thời gian để cho 10 năm tiếp rồi. Nếu vị đó tu 30 năm thì người ta gọi là nết tinh xác, có nghĩa là vị này không có cơ hội để mà tu hành thêm 30 năm như là 30 năm vừa qua. Đó là cái chữ chuyên môn, một cái cách chơi chữ ghép của mấy cái vị mà tu sĩ ở trong cái phái Nigan Thác. Còn chữ Nít Xá là nghĩa ngoài đời đó, nó có nghĩa là đặc biệt, là độc đáo. À, cái nghĩa ngoài đời nghĩa là đặc biệt độc đáo, còn cái nghĩa mà trong từ chuyên môn này nó nghĩa là không còn thêm cái thời gian tu hành nữa. Nhớ như vậy. Thì cái chữ này khi mà có người nhắc cái chữ này đến Đức Phật thì Đức Phật kể dạy rằng ở trong giáo pháp của Ngài đó, cái thời gian tu ít hay nhiều chưa đủ để gọi là thành tựu đạo nghiệp, mà miễn là tu đúng và đặc biệt là nếu mà tu đúng mà lại có thành tựu đó, thành tựu cái quả vị, thì lúc đó nó mới đáng kể. Ví dụ như bây giờ vị đó tu 80 năm mà không thành tựu đạo nghiệp, không có thành tựu một cái quả vị đắc đắc chứng gì hết, thì vẫn không bằng một cái người họ tu trong một ngày. Cho nên ngài dạy rằng cái nít đã sáng ở đây đó, cái gọi là thành tựu quả chứng hay là cái sự cao niên lạc trưởng ở đây không có tính trên số năm, mà tính ở trên cái thành tựu tu học. Nhưng mà đây dĩ nhiên là người nói trên cái từ ngữ thôi, chứ theo trong cái sinh hoạt tăng đoàn thì vị nào lớn hạng thì vẫn được xem là đầu đàn, được xem là trưởng nhóm, đúng. Đó là trong cái hành chánh thì tăng chúng với nhau phải có cái tôn ti như vậy. Nhưng mà xét trên bản thể tăng già đó thì cái giá trị của mỗi cá nhân không phải tính trên hạ lạp mà tính trên những cái thành tựu sở chứng, trên cái quả vị chứng đắc. Nhớ cái đó, vì mặt hành chánh nó khác đó, mà nói trên mặt xét mặt bản thể nó khác. Và bờ hôm nó chữ tăng nó có ba. Một là tăng tăng hành chánh, có nghĩa là bốn vị tỳ kheo trở lên được gọi là tăng, tối thiểu là bốn vị thì gọi là tăng. Trường hợp thứ hai là tăng suy cử, thí dụ như là người ta trong trường hợp đặc biệt nào đó thì chưa tăng, chỉ cử một vị sa di thôi, đi đến có mặt trong một cái buổi lễ, một buổi trai tăng nào đó, thí dụ chỉ chùa đó bữa đó người ta thỉnh mà chỉ đăng tỳ kheo đi hết rồi, không còn vị nào ở nhà hết, thì lúc đó sẽ có một vị sa di vị thế, thì vị được cũng gọi là tăng, và tăng suy cử. Còn trường hợp thứ ba là tăng bản thể, là trường hợp này đây, tức là cái vị tăng mà có những cái thành tựu về tâm linh, về quả chứng, thì gọi là tăng bản thể, nhớ nha. Cho nên đó là nếu mà hôm nay mà bà con có bất mãn với một cái tập thể, một ngôi chùa, một cá nhân nào đó, thì các vị hãy hiểu rằng
cái tăng mà mình bất mãn ở đây là tăng thành chánh, bất mãn tăng tăng suy cử, tăng là tăng cá nhân. Chứ còn nếu gọi là tăng bản thể đó thì mình được gặp mình lay không kịp, chứ làm gì có chuyện mà mình bất mãn nha. Một cái vị mà đắc sơ thiền, chỉ là sơ thiền, một vị tăng mà đắc sơ thiền thì họ không có gì để cho mình phiền hết, nói gì là sơ quả nha. Cho nên là tăng bản thể là nói đến những cái vị mà có những cái thành tựu pháp thượng nhân ấy, gọi là tăng bản thể. Mà nói cho rốt ráo thì phải kể là sơ quả trở lên, là từ tu đầu quần trở lên nha. Còn tệ tệ cũng phải là sơ thiền trở lên, cái gọi là tăng bản thể đó. Còn cái tăng suy cử thì đã nói rồi, có nghĩa là một cái vị nào đó bê bối bằng trời, thì trong trường hợp đặc biệt là vị đó có thể được cử làm đại diện. Còn cái tăng hành chánh thì mình cứ căn cứ theo luật, có nghĩa là bốn tỳ kheo đó là trở lên đó, được gọi là tăng nha. Tăng cái túc số là đủ để làm các tăng sự, được gọi là tăng hành chánh. Thì ở đây cái chữ ních đã xá là sao? Thì lúc bây giờ đó là ngài Sa Lợi Phất, ngài trong cái kinh duyên sự của bài kinh này đó, là ngài Sa Lợi Phất ngày đi bát, rồi ngài ghé vào thăm mấy vị du sĩ ngoại đạo, bạn tu gọi là tôn giáo bạn đó, các tăng sĩ, các tu sĩ bên tôn giáo bạn. Cái chuyện này xảy ra rất là thường, rất là thường. Thì trong chú giải có nói như thế này, như thời nay mình thì chuyện nó có thể là không nên. Cái này cho tôi nói cái sự thật này nó cũng hơi dễ chém một chút. Ngày nay cái mối quan hệ giữa các tôn giáo nó không có đẹp như ngày xưa, bởi vì tôn giáo ngày nay á là nó gắn liền đến yếu tố chính trị. Ví dụ như bên Cơ Đốc, bên Tin Lành đó, đó là những tôn giáo mà cái yếu tố chính trị rất nặng, rất là nặng, rất là nặng. Mà dây dưa với họ có nghĩa là mình đó còn cái chuyện mà mình dây dưa với các tôn giáo bạn rất có thể đó là một thái độ chính trị. Và chính trị hôm nay nó là một cái phạm trù rất là nhạy cảm nha, cho nên là cẩn thận. Rồi thêm nữa là trong cái mối quan gọi là cái giao tình gọi là tâm linh á giữa các tôn giáo ngày nay nó kém hơn ngày xưa nhiều lắm. Thí dụ như hôm nay một vị tu sĩ Phật giáo Bắc Tông hay Nam Bắc Tông mà đặt chân vào cái chùa Nam Tông, hay là có một ông sư bên Nam Tông mà đặt chân vào chùa Bắc Tông, nhiều cư sĩ thì nếu không phải là cái chỗ quen biết trước thì nó cũng lỡ cỡ, nó cũng gượng gạo, nó cũng miễn cưỡng lắm, khó lắm, vì không có gì để nói với nhau. Chưa nói đến một vị tu sĩ Nam hay Bắc truyền mà đặt chân vào trong một cái thánh thất cao đài hay là một cái xóm hòa hảo đó, thì nó mệt mỏi lắm nha. Nhưng mà thời Đức Phật lại khác. Thời Đức Phật cái giao tình giữa các cái hệ tôn giáo, các hệ tương tự nó gần lắm. Bởi vì tôi phải cho tôi nói thiệt một câu là thời đó cái tôn giáo thời đó cái ý nghĩa tâm linh nó lớn lắm. Còn tôn giáo ngày nay nó bị lạm dụng quá nặng đi, phải nói thiệt. Ngày nay mà nói rằng chùa miếu rồi người tu rồi đó, cái nội hàm nó có vấn đề nha. Cái lý tưởng mà khoác áo tu hôm nay nó có vấn đề. Nhưng mà thời Đức Phật cái thời đó, đó thì tình hình nó có khác nha, nó có khác. Cho nên cái chuyện mà qua lại giữa chư tăng đối với các cái giáo phái ngoại đạo đó, nó chỉ bình thường. Và ngay cả Đức Thế Tôn cũng vậy, có rất nhiều và rất nhiều nha, tôi nói hai lần, rất nhiều và rất nhiều lần. Đức Thế Tôn trên cái đường đi bát đó, thì ngài cũng có ghé vào các cái gọi là tu viện, hoặc là những cái chỗ họp mặt của các tu sĩ thời đó, bởi vì ngài biết. Đối với Đức Phật thì hơi hơi đặc biệt chút, bởi vì ngài biết là sự có mặt của ngài ở chỗ nào sẽ đem lại lợi ích như thế nào cho người khác, rồi thì thôi khỏi nói. Mà riêng chư tăng á, riêng như tăng nói các vị tỳ kheo đệ tử ngài rất là nhiều vị cũng như vậy, nghĩa là trên đường du hóa hành đạo thì các vị cũng qua lại rất là thường xuyên và thân thiết với các vị ngoại giáo nha. Thì hôm nay trong bài kinh này thì cái ngài Sa Lợi Phất là làm chuyện đó. Ngày trên đường đi bát thì ngài có thấy thời gian cũng còn hơi sớm sớm, ngài có ghé ngài thăm họ một tí. Thì khi ngài ghé ngài thăm như vậy đó thì ngài có nghe họ nói một chuyện, họ kể chuyện mà nãy giờ tôi nói đó, có nghĩa là ngài có nghe họ nói là tu 10 năm mà chết thì coi như được gọi là ních đã xá, là bởi vì không còn thêm 10 năm như vậy nữa. Gọi là nếu mà tu
20 năm mà chết thì gọi là nippi xá, không có nghĩa là không còn 20 năm như vậy, mà 30 năm mà chết thì gọi là nết tinh xá, là không còn 30 năm như vậy. Đại khái như vậy. Thì ngài, ngài với cái trí tuệ của ngài, ngài nghe như vậy, ngài biết rằng cái này mà đem về trình lên Đức Phật thế nào mình cũng có được một cái pháp thoại hay. Thì khi ngài trở về, ngài thưa cái chuyện đó với Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới giải thích cái điều mà nãy tôi cũng vừa nói rồi. Ngài nói rằng cái trong giáo pháp ngài đó cái đạo nghiệp nó không được đánh giá qua thời gian, gọi là kalaganamattang, tức là cái đạo nghiệp nó không được gọi là vassaganamattang, không được, không có phải đánh giá qua cái thời gian bao nhiêu năm. Mà người đó giàu cho luôn một ngày, một giây khắc mà có thành tựu, có quả chứng thì cũng kể là trọn vẹn đạo nghiệp rồi. Và ngài mới nói thêm đó, các vị thấy đây, ngài nói thế này: một cái vị tỳ kheo mà có đủ bảy cái này nè, có đủ những cái pháp, cái này bài kinh này tôi giảng rồi, giảng từng chữ theo chú giải, từng chữ tôi đã giải thích rồi, cho nên hôm nay tôi chỉ giảng sơ lược thôi, sơ lược thôi nha. Ngài bảy thì nó là một tỳ kheo trong cái giáo pháp của ngài đó, mà có được bảy cái pháp này đó thì tu bao lâu đi nữa cũng có thể kể là cao niên lạc trưởng. Nếu mà có được bảy pháp này thì bảy pháp tôi chỉ gom gọn cái mấy cái này. Thứ nhất là thiết tha học pháp, thiết tha gọi là sống suy tư trong pháp, thiết tha thiền định và thiết tha sống tuệ quán. À, chuyện đầu tiên mình bàn nha. Rất là khó. Cái chuyện tu học cạo đầu khoác cái y lên á, nó dễ lắm, ra đường ra cộng lắm, Cầu Muối, Trương Dương, Khánh Hậu đó, quận Tư, Tôn Đản, Lữ Gia nó lụm đại bên bên gì đó, bên chỗ cây da xà đó, cái chỗ mà thứ ghê đó, cứ lụm mấy cái ông mà đầu trọc là có sẵn rồi. À, thì cứ vừa lụm về cái là đắp y lên thì trong vòng 3 nốt nhạc là mình có ngay một ông sư ngon lành, ngon lành. Tôi đã giới thiệu địa chỉ rồi nha: Tôn Đản, Khánh Hậu, Trương Dương, Cầu Muối, Da Xà, Lữ Gia, Tôn Đản, chỗ đó vô đó là mấy ông đã cạo sẵn hết. Bây giờ mình đi về đắp y là có sư ngay. Nhưng mà cái vấn đề chỗ là có một lần nó có người hỏi là sao là phát là đắp cái áo tu cái gì khó, không, xin lỗi, cái người biết được giáo pháp cái chuyện gì khó thực hiện trong cái giáo pháp này. Thì ngài sẽ là Phật ở trong cái người đến với cái giáo pháp này có ba chuyện khó. Cái chuyện thứ nhất là sống cái đời xuất gia đúng mức, sống cái đời xuất gia đúng mức. Cái điều thứ hai đó là vui được với cái đời sống xuất gia. Và thứ ba là vui được trong cái chuyện hành trì. Đó là ba chuyện khó. Cái khó thứ nhất là sống đời xuất gia, cái khó thứ hai là vui được với đời sống xuất gia, và cái thứ ba là có hành trì đúng mức với cái đời sống xuất gia. Thì trở lại bài kinh này, Đức Phật ngài dạy rằng cái giá trị của một tăng sĩ, cái gọi là thành tựu đạo nghiệp của một tăng sĩ không có tính trên thời gian, gọi là không có tính trên cái là vassaganamattang, không có tính trên cái đơn vị năm tháng nha, mà phải tính trên cái đạo nghiệp, tính trên cái quả chứng. Và cái đạo nghiệp quả chứng ấy không phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống, mà nó phải đến từ bảy cái con đường này. Chuyện đầu tiên là vị tỳ kheo phải thiết tha trong cái chuyện học hỏi giáo lý. Cái này không phải dễ đâu quý vị, không phải dễ đâu nha, không phải dễ. Học nhầm cái môn mình không thích thua, học nhầm cái ông thầy mà mình không thích thua, học vào cái thời điểm mà mình không có thấy tiện lắm cũng thua. Em kiếm được cái môn mình thích, thì mình muốn học A Tỳ Đàm mà ông thầy ổng không có dạy A Tỳ Đàm, hoặc mình không thích học A Tỳ Đàm mà ông thầy ổng lại dạy A Tỳ Đàm, cái vị nghĩ tôi có chịu nổi không? Mình vô chùa là mình muốn học giáo lý căn bản mà ông thầy cứ đè ra bắt học tụng kinh Bali, cái vị nghĩ có chịu nổi không? Không, cứ dạy kinh Bali nhỏ vô nhỏ chưa biết Phật pháp gì hết là cứ đè vô là y mê đi ba tu ba đi sắc ca rê vậy đó, làm chi vậy? Mình muốn học giáo lý mà đè ra bà học bà cái kinh vậy đó, học sao nổi nha. Học được cái môn mình muốn là khó, khó đã khó rồi,
mà đã vậy nó cái người mà truyền thụ cho mình cái giáo lý đó. Không phải ông thầy nào cũng có thể giúp mình được chuyện đó. Đừng có nói ông thầy đó là giỏi bằng trời rồi ai cũng thích. Tôi ví dụ như là Ôn Làng Mai, tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh đấy, thì tôi còn mê mà quý vị. Tôi mê ngài lắm, tôi phải nói tôi mê Hòa Thượng Nhất Hạnh lắm, thấy không? Tôi quý kính Hòa Thượng lắm. Nhưng mà có một điều, là đâu phải ai cũng được như Hòa Thượng Nhất Hạnh. Và tôi biết là có người thích có người không. Có người thích có người không. Cho nên là cái môn A Di Đà nó cao siêu hiện nhiên đâu có ai cũng thích. Rồi thứ hai, tìm được cái môn mình thích thì đâu có ông thầy nào mình cũng thích. Rồi, cái thứ ba, tìm được môn mình thích, tìm được ông thầy mình thích, nhưng mà cái thời gian nó có cho phép không? Sức khỏe của mình nó có cho phép không? Công việc nó có cho phép hay không? Có sức khỏe mà bận quá, bận quá, có sức khỏe mà bận quá, hoặc là rảnh rỗi nhưng mà bệnh nhiều lắm cũng chết nha. Cho nên nó là để làm được cái điều đầu tiên là thiết tha trong cái việc học pháp. Thiết tha thì đã khó tìm được người thiết tha rồi, học mới chán lắm quý vị, chán lắm. Mà đã mà gặp được cái người siêng đó, mà họ có hội đủ những điều kiện mà tôi vừa nói là xong. Mà cái người mà thiết tha hiếu học thiệt đó, thì hoàn cảnh nào họ cũng ráng cắn răng bặm môi để họ học hết. Cắn răng bặm môi. Trong kinh bảy mồi của trường bộ, trong kinh khu rừng Vanapatasuta của Trung Bộ Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng ở một cái nơi chốn nào, kề cận bên cạnh cái người nào, nơi chốn nào mà cái chuyện tu học của mình nó được phát triển, không? Thì dầu có bị xua đuổi cũng phải tìm mọi cách để xin ở lại. Còn ở một cái nơi chốn nào, bên cạnh cái người nào mà cái sự tu học của mình nó bị thụt lùi, thì nếu có thể bỏ đi ngay trong đêm thì cũng nên đi. Chứ đừng có nói là ban ngày nha, nếu đi được ban đêm cũng nên đi. Bởi vì sao? Vì mình nấn ná thêm một ít thời gian là mình chỉ mất thêm thời gian thôi nha. Cái đó cái trong kinh gọi là kinh khu rừng của Vanapatasuta nha, chứ không phải là tôi nói nha. Mà tôi nói đúng, hồi đó tôi đọc hồi còn bé, tôi đọc cái này tôi cũng thấy kỳ kỳ, tôi thấy ủa sao mà ghê vậy, sáng sáng đã đi không được hay sao. Nhưng mà tới ở tuổi này tôi mới thấy một khi mà cái lòng của mình mà nó đã bất an bất ổn rồi đó thì ở lại chỉ mất thời gian thôi. Tôi nói quỵt tẹt luôn, mình muốn trốn nhà theo trai, bỏ nhà theo gái đó, mà chỉ mất gọi là từ 11 giờ khuya mà chờ cho tới 5 giờ sáng đi, các vị biết lòng như lửa đốt. Đó là chuyện tập bậy đó, chuyện tập bậy đó. Chuyện trốn nhà mà theo 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 tiếng gọi của trái tim gì đó, mà giờ bắt chờ tới mấy tiếng là đã không xong rồi, mất chỉ mất thời gian thôi. Mình đã thương người ta, mình đã có sách hoạch trù liệu để trốn nhà đi theo người ta thì phải làm liền, phải làm liền. Chứ còn mà cà rờ nó mất thời gian, lỡ chưa kể là đêm dài lắm mộng, sáng ra rồi nó bao nhiêu cái trở ngại, nó bất trắc ai biết được nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là cái lòng thiết tha học hỏi giáo lý là một cái chuyện đặc biệt trong giáo pháp này. Không phải ai mà cạo đầu đắp y, có mặt trong tăng viện, trong tu viện, trên đầu là nói là thờ tinh Tam Bảo, thờ kính Tam Bảo, rồi ai cũng đều siêng học tuấn tịch, tôi tuyệt đối không tin. Bởi vì cái đạo nó kỳ lắm, cái giáo pháp Đức Phật có cái điểm đặc biệt thế này. Anh phải tìm được cái, anh phải dò được cái tần số nào đó để anh mới đi vô được nha. Chứ còn chua lắm, anh mạnh anh không có dò được, anh không có tìm được cái hứng thú trong đó nha. Bao nhiêu người dân quê đó, họ ở trên cái vùng là sông nước, mà đâu phải ai cũng thích đi câu cá, không phải ai cũng thích đi câu cá đâu, không có, không phải ai cũng thích đi câu cá. Mà trong đám người đang câu cá có người trong đám mấy người thích bắt cá có người họ có kiên nhẫn là ngồi họ câu hàng giờ, ngồi họ câu hàng giờ. Có người họ xách cái chài đi họ luyện gì vài chài là đủ rồi. Có người họ xách cái thao với cái rổ họ đi họ tát tát mương, đi tát đìa trong trong đồng sâu. Thì mình thấy ngay trong chuyện bắt cá của nông dân miền miền quê đó, là mình thấy đó, có người ở miền quê mà không thích bắt cá, rồi có người thích bắt, mỗi người thích bắt một kiểu. Có người thích đập lờ lợp đăng đó dớn côn cũng trống, rồi còn có người đó thì mình thích chài, thích giăng lưới giăng câu. Có người thì coi như thích nhấp lương, để nhấp lương đi móc ngang cua bắt ếch bắt rắn, xông khói hang chuột, ví dụ như vậy.
Cho nên nó là cái chuyện học y chang như vậy. Cho nên cái chuyện khó đầu tiên đó là không phải ở môi trường nó ai cũng thích như nhau hết, chuyện đó không có. Rồi cái thứ hai nữa đó là học cho có vậy thôi, học để mà bung ra làm thầy sớm. Trường hợp này có không ít nha, học qua mới là bung ra làm thầy. Nhưng mà các vị biết có một cái chuyện này khó tin vô cùng nhưng mà có thật, cũng một bài kinh đó. Ở đây tôi không nói tư kiến nha, tư kiến nghĩa là mỗi người hiểu theo cách, là tôi không nói, vì tư kiến thì nó muôn trùng. Tôi đang nói là nó dựa theo kinh điển đó. Cũng bài kinh đó Chánh Tạng rồi đi vào chú giải của mỗi bài kinh, trong mỗi bài trong chú giải của mỗi bài kinh này giải thích giống nhau thôi nha. Ví dụ như bây giờ tôi đọc kinh Trường Bộ số 8, quý vị cũng đọc Trường Bộ số 8, rồi tôi không hiểu tôi vào chú giải tôi đọc, quý vị cũng vào chú giải các vị đọc. Nhưng mà sau khi đọc Chánh Tạng, sau khi đọc chú giải xong thì cái nhận thức của chúng ta đó chưa chắc là giống nhau. Là vì sao? Vì cái nền tảng của hai người mình nó vốn dĩ không giống nhau. Cái nền tảng nó là gì quý vị biết mà, nó rộng lắm. Trước khi tôi đọc Trường Bộ đó, tôi có biết qua những cái giáo lý khác hay không? Tôi không biết, mà quý vị biết thì về nền tảng của chúng ta đã khác. Chưa kể cái kiến thức bách khoa của chúng ta đó, kiến thức bách khoa của chúng ta nó vốn dĩ không có giống nhau. Trên nền tảng thế học và đạo học ấy, khi mà đối diện với một bài kinh, nhận thức của chúng ta về bài kinh ấy đương nhiên là không có giống nhau. Cho nên là mình mới học qua mới mà mình bung ra làm thầy quá sớm, mình quên cái chuyện đó, mình quên cái chuyện đó là cũng có bài kinh đó mà cái mức sâu cạn đó của mỗi người không giống nhau. Và liệu cái độ sâu, cái độ rộng của mình nó có đủ để ra làm thầy chưa? Và các vị phải đồng ý với tôi, các vị phải đồng ý với tôi một chuyện, phải đồng ý với tôi một chuyện, đó là cũng cái bài kinh Trường Bộ số 8 mà ngài Xá Lợi Phất chắc chắn là ngài có cách giải thích không giống với chúng ta này. Điều đó cho thấy rằng cái nội dung mỗi bài kinh nó không có đơn giản trên mặt chữ đâu quý vị, mà nó còn bao nhiêu tầng, bao nhiêu lớp ở dưới nữa nha. Cái độ sâu, độ rộng và chiều cao, cao sâu và rộng của mỗi bài kinh nó còn tùy thuộc vào khả năng của chúng ta. Và tôi không có sợ sai khi tôi nói rằng chúng ta có sống 1.000 năm thì mỗi bài kinh như vậy, mỗi bài kinh chúng ta sống 1.000 năm thì mỗi bài kinh như vậy chúng ta cũng vẫn còn có những chuyện để chúng ta đào xới. Tôi nói 1.000 năm nha, còn cái chuyện chúng ta đào xới. Ok, cái nghĩa căn bản bài kinh thì mất chừng 15-20 phút thôi, nhưng mà cái chi tiết sâu rộng và cái chiều cao của mỗi bài kinh thì nó cần đến rất là nhiều điều kiện nha. Cho nên nó là anh học xong anh có thích không, anh có hứng thú trong cái chuyện mà gọi là suy xét, nghiền ngẫm, thấm thía, tiêu hóa, gặm nhấm với bài kinh này không, cái này lại là chuyện khác. Chứ còn mình đối mình học xong bài kinh nó là xong rồi chưa đâu quý vị, chưa. Mà mình phải có cái hứng thú để mà suy gẫm thấm thía đến một cái mức mà cũng một bài kinh đó mà mỗi một ngày chúng ta có thể nói đến một số khía cạnh khác nhau. Một bài kinh ví dụ như bài kinh này nè, bài kinh Thù Diệu này, chúng ta có thể nói về bài kinh này suốt một tuần lễ không trùng, thì đó mới đúng là hiểu kinh đó, nha. Hiểu mới đúng là hiểu kinh đó, nha. Lời Phật sâu lắm quý vị, không phải là tôi là một tu sĩ thì tôi nghiên cứu kinh điển rồi tôi thổi phồng vấn đề, mà phải nói lời Phật rất là sâu, sâu lắm. Bởi vì bằng chứng là có người họ nghe bài kinh họ đắc đạo mà, nha, đắc đạo. Rồi trong chú giải mới nói thêm là cái sự đa văn ở trong Phật pháp nó có hai nghĩa. Nghĩa một, nghe nhiều, biết nhiều, nắm giữ được nhiều dữ kiện, nhiều vấn đề được gọi là đa văn, đó là nghĩa một. Nhưng mà nghĩa hai, thấu suốt tới nơi tới chốn, đến đầu đến đũa một cái bài kệ ngắn, đó cũng gọi là đa văn. Thuở nào trẻ người non dạ, tôi đọc cái này tôi khó chịu lắm, nó số kỳ ấy. Đa văn là mình phải biết nhiều dữ kiện, nhiều thông tin chứ. Nhưng mà bây giờ tuổi già là tôi mới đồng ý cái thứ hai, có nghĩa là anh hiểu tới chơi nơi tới chốn một bài kinh, một câu kệ đó cũng gọi là đa văn. Là vì sao? Vì anh không có đủ cái chiều rộng thì làm sao anh có thể hiểu được chiều sâu của một bài kinh được nha. Anh phải có đủ cái dữ liệu, dữ kiện, thông tin để mà anh có thể đào sâu một vấn đề. Lúc bây giờ là cái chiều rộng nó không phải là vô ích vô nghĩa đâu quý vị nha. Anh phải có một cái nền tảng như thế nào đó anh mới có thể đào sâu cái bài kinh nó đến cái mức độ như vậy nha. Cho nên ngày nay một có được một cái chiều rộng
cũng gọi là đa văn, có được cái chiều sâu cũng là đa văn. Cho nên cái thứ hai đây là gì, cái thứ hai đây là ngoài cái chuyện mà thích học giáo lý nó còn có cái thứ hai đó là thiết tha trong cái chuyện suy tư gặm nhấm nghiền ngẫm thấm thía tiêu hóa giáo lý. Cái chuyện tiếp theo nữa đó là anh muốn đi xa tay phải nhẹ, vai phải nhẹ, tay phải nhẹ. Giáo pháp Đức Phật đặc biệt ly dục tôn mà quý vị, giáo pháp Đức Phật là ly dục tôn mà, muốn đi xa muốn lên cao đó phải rảnh tay rảnh trí. Mà cái gì làm cho mình nặng tay nặng đầu, cái gì muốn, một chữ thôi, muốn. Muốn cưu mang, muốn cưu mang này muốn cưu mang kia. Cho nên cái độc đáo của nhà Phật là gì, cái độc đáo của nhà Phật á là nó giống như bao nhiêu sự nghiệp khác ngoài đời, ở chỗ là anh phải có lòng thiết tha, anh phải có lòng thiết tha với đạo nghiệp thì anh mới thể đi xa và lên cao trong đạo nghiệp. Tuy nhiên cái lòng thiết tha trong đạo Phật nó phải gắn liền với ý thức buông bỏ, cái ý thức ly dục, nó lại vậy đó nha. Cái lòng thiết tha trong đạo nghiệp ấy, nó phải gắn liền với sự buông bỏ. Nghe rất là kỳ, mọi người mà không từng nghe Phật pháp ấy, thì nghe mấy chỗ này một lọ không hiểu, hai lọ bị sốc lắm, vì họ nghe cái chữ thiết tha mà tại sao nó gắn liền với chữ buông bỏ. Đúng, trong đạo Phật có lại vậy đó. Anh muốn đi lên cao, anh muốn đi xa thì anh phải có lòng thiết tha. Mà trong mỗi bước chân đi về phía trước, đi về phía trước, đi lên cao trong mỗi bước chân ấy, anh phải tranh thủ bỏ bớt càng nhiều càng tốt những cái gì nó không có thật sự cần thiết. Niềm đam mê trong vật chất, niềm đam mê trong tình cảm, niềm đam mê trong những mối quan hệ, niềm đam mê trong những thế sự, những tục sự phải bỏ bớt. Thì ở đây Đức Phật gọi chung là ly dục, đó là lòng đam mê. Anh tha thiết học pháp, anh tha thiết suy tư nghiền ngẫm pháp, nhưng mà anh còn có quá nhiều cái nắm níu, anh có còn có quá nhiều cái mà anh cứ mang cầm nắm, mang sách cõng khiêng vác không khác. Anh phải buông, anh muốn đi về phía trước anh phải buông nhiều thứ lắm. Anh buông gì nào mà trong tim anh, trong bàn tay anh chỉ còn lại cái gì thật sự cần thiết thôi, thì với cái hành trang cần và đủ ấy anh mới có thể nhẹ vai anh để anh đi về phía trước. Hành trang mà thiếu thì lấy cái phương tiện gì mà đi, mà hành trang mà anh bị dư nhiều món quá thì sức đâu mà anh đi nha. Hành trang thiếu thì phương tiện đâu mà để đi tới, mà hành trang quá dư quá nặng nề thì sức đâu mà anh đi tới. Nhớ hai cái đó, cho nên phải có khả năng ly dục thiết tha được đó, thì thiết tha được đó. Đó là điểm đặc biệt của Phật pháp. Muốn thành tựu đạo nghiệp, thành tựu quả chứng thì anh phải có lòng thiết tha, nhưng lòng thiết tha ấy phải được đặt trên nền tảng của sự tư dục, của sự buông bỏ, thì vậy nó mới khá được, khá được, khá được. Tôi nói các vị nghe ba cái điều đặc biệt của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác, một người muốn trở thành Phật tổ. Cái điều thứ nhất là luôn hướng đến cái tốt hơn, không có dậm chân tại chỗ, luôn hướng đến cái tốt hơn. Còn mình thì sao? Cái thứ mà hạ căn thiểu trí tiêu nha bại dũng mạ khô giống thú tiểu thừa thì họ hài lòng quá sớm, hài lòng quá sớm với những cái họ có được, cái đó mới gọi là tiểu thừa. Tiểu thừa nó không phải là tên gọi của một hệ phái, mà nó gọi cho những cái trường hợp của những cá nhân nha. Nhiều người hiểu lầm cái đó, dầu anh khoác áo nào đi nữa anh vẫn có thể là tiểu thừa, nếu mà cái lòng anh nó chỉ lẫn quẩn trong một cái thế giới quá chật hẹp, anh không biết vươn tới một cái chiều cao, anh không biết vươn tới những cái độ rộng, không biết vươn tới những cái độ sâu, không biết sâu, không biết rộng, không biết cao, thì anh vẫn là tiểu thừa nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó, người muốn gọi là có được cái bản hoài đại nguyện để trở thành Phật tổ đó, thì đầu tiên là phải biết hướng tới cái gì tốt hơn, không phải cái tốt nhất mà là cái tốt hơn. Bởi vì cái tốt nhất mình nghe cái tốt nhất nó sang thiệt đó, nhưng mà biết cái gì là tốt nhất. Khi mình có cái chữ nhất trong đầu mình, bữa nào mình gặp cái bữa nào mình khoái quá đó, mình bèn dán lên cho nó cái chữ nhất là chết không,
mình khoái quá mà mình vừa ý quá, thế là mình dán lên nó cái chữ nhất cái là xong rồi. À, nhưng mà khi mà mình hướng tới cái tốt hơn thì nó lại khác. Dầu cái trong ta mình á, nó ngon lành, nó vừa ý cách mấy đi nữa, mà chỉ cần mình cứ nghe văng vẳng bên tai mình, còn có cái nào hơn vậy nữa không, còn có cái nào hơn vậy nữa không, chỉ cần bên tai mình còn văng vẳng cái câu hỏi đó là mình còn khá nha. Còn đằng này đó là mình chỉ biết hướng đến cái tốt nhất, mà làm sao mình biết cái gì nhất đây. Thế là mình đành phải lấy cảm tính để mà trả lời câu hỏi đó, để mình đánh giá, để mình nhận xét, để mình kết luận cuối cùng, thì đó có thể mình bị chết, mình chết chìm ở trong cái mà mình thích nhất nha. Cái đặc điểm đầu tiên của Bồ Tát đó là luôn hướng tới cái tốt tốt hơn. Thứ hai, khả năng buông bỏ của Bồ Tát rất tốt, khả năng buông bỏ rất tốt, không tiếc nuối. Một khi thấy nó là cái cần phải để lại, cần phải bỏ lại sau lưng, cần phải để xuống để mà vượt qua, đi về phía trước, đi lên những chiều cao mới, thì Bồ Tát không ngần ngại, không ngần ngại buông ta. Cái đặc điểm của Bồ Tát hướng hướng tới cái tốt hơn, nhưng mà còn cái lòng còn nắm níu, còn nắn ná là cái cũ là không được, phải dứt khoát cái cũ nha. Đặc điểm thứ hai của Bồ Tát là khả năng buông bỏ rất tốt. Và cái thứ ba là người muốn thành Phật tổ không tự giam nhốt mình trong bất cứ cái nhà ngục nào, dầu cái nhà ngục ấy được xây bằng vàng, và dầu cho cái sợi dây xiềng dây xích đó được đúc bằng vàng, thì đã là dây xiềng thì bằng vàng cũng là dây xiềng, đã là nhà giam thì nó được đúc bằng vàng nó cũng là nhà giam. Bồ Tát không có tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà nhà ngục nào hết. Nhà ngục đây là gì? Là kiến thức, thấy bao nhiêu đó đủ rồi, sự tình cảm chỉ quẩn quanh á, trong năm ba mạng, trong gia đình hay là bạn bè thân thuộc, còn vướng kẹt trong cái tình đồng hương đồng nghiệp, còn vướng kẹt trong cái biên giới của đất nước, của quê hương chưa khá, mà phải thương muôn loài vạn vật, không tự giam. Bồ Tát không có giam nhốt mình trong một cái nhà ngục nào, không có tự giam hãm mình trong một cái biên giới, một cái giới tuyến nào hết. Không, về kiến thức càng rộng càng tốt, càng sâu càng tốt, càng cao càng tốt, trong tình cảm càng bao la càng tốt. Tôi đã kể các vị nghe hoài câu chuyện một ông bổ sư, ông dạy có mấy lời nhắn nhủ với người đệ tử sắp hạ sơn. Con nhớ nghe, mình là con nhà võ, mình chinh phục thiên hạ bằng cái nắm đấm, nhưng mà con nắm tay lại cho thầy coi đi. Đúng rồi đó, đúng, nắm đấm có nghĩa là mình phải nắm chặt bàn tay lại. Con hãy nhớ rằng những gì mà nó nằm ở trong cái nắm tay nó ít hơn là trong vòng tay, mà những gì nó nằm ở trong cái vòng tay con nó ít, nó nhỏ hơn là trong tầm mắt, mà những gì nó có trong tầm mắt của con nó ít, nó nhỏ hơn là trong cái khả năng suy nghĩ của con. Đó chính là cái đạo sống đời, mà cũng là cái bí quyết hành đạo. Cái người nuôi cái bản hoài đó thành Phật tổ phải nhớ cái đó, phải nhớ cái đó. Không có tự giam nhốt mình trong bất cứ cái nhà ngục nào hết. Cho nên ở đây một vị tỳ kheo sau khi có cái lòng thiết tha trong cái việc học đạo chưa đủ, phải có cái hứng thú để mà chìm sâu gặm nhấm thấm thía tiêu hóa cái mình đã học chưa đủ, phải có cái gan bỏ lại cái phương trời cũ để đi về phía trước, hướng tới những độ sâu, những chiều cao, những cái chiều rộng khác, phải có khả năng ly dục, phải có khả năng vượt qua chính mình. Không khéo thì cái thích cái ghét, cái cảm tính của mình đã trở thành cái bóng của mình. Mình đi đâu nó cũng đi theo mình hết, và không ai có thể nhảy qua được cái bóng của mình. Nhớ cái đó, phải nhớ cái đó. Mọi thứ đối với một cái người đại căn chỉ là cái dù chứ không phải là cái bóng. Khi tôi thích thì tôi che, không thích liền cái dù lại. Và mọi cái mà Bồ Tát có được trên đường chỉ là chiếc bè qua sông. Với người cầu đạo giải thoát cũng vậy mà hiểu nha. Mọi cái này chỉ là cái dù che nắng thôi, che mưa thôi. Khi không dùng có thể để nó lại, chứ không biến những cái mình có trở thành cái bóng, phiền lắm. Khi cần bỏ nó không được nha. Rồi thứ hai là những cái mình có, những phương tiện mà mình sử dụng để sống đời, để hành đạo, mình hãy xem nó là chiếc bè thôi quý vị. Qua xong rồi bè phải bỏ lại, không ai dạy khờ gì mà cõng cái bè nó đi tiếp quãng đường còn lại trên cạn hết nha.
À, rồi tiếp theo đó là cái ly dục đó, cái ly dục đó. Sử dụng cách nào? Cái ly dục nó có ba: ly dục bằng giới, ly dục bằng định và ly dục bằng tuệ. Cái ly dục bằng giới là sao? Không để cho thân nghiệp khẩu nghiệp của mình nó sa đà trong cái mình thích, không để thân nghiệp khẩu nghiệp mình nó sa đà trong cái mình thích, thì đó gọi là ly dục bằng giới. Thí dụ như không ăn chiều, không rượu chè, không có gọi là tà dâm, không rồi không có ca vũ nhạc kịch, không có sử dụng gọi là nữ trang mỹ phẩm, không có giường cao chiếu rộng, quần là áo lụa, trăng êm nệm ấm. Đấy, thì tất cả những cái đó gọi là ly dục bằng giới. Ly dục bằng giới nha, ly dục bằng giới. Mà ly dục bằng giới thì nó chỉ giải quyết được một ít vấn đề của thân và khẩu thôi. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy phải đi một bước nữa, đó là ly dục bằng định. Ly dục bằng định thì nó rốt ráo hơn, nó rốt ráo hơn một tí, nó rốt ráo hơn một tí. Có nghĩa là vấn đề ở đây không phải là mình né, mình tránh những cái mà bị cấm trong bát giới nha. Đối phó với lòng dục mà còn nhờ vào bát giới là còn kém, mà phải đối phó với lòng dục ở mức cao hơn, đó là đối phó với sáu căn kìa. Với sáu căn kìa. Bởi vì một người mà giữ bát quan trong sạch đó thì đúng, họ không có tà dâm, không có hành dâm, họ không có uống rượu, họ không có ăn sái giờ, họ không ca vũ nhạc kịch, họ không có phấn son nữ trang mỹ phẩm, họ không giường cao chiếu rộng, quần là áo lụa, trang em đềm ấp, đúng. Nhưng mà cặp mắt của họ cũng còn thích ngắm hoa, lỗ tai họ nó còn thích nghe tiếng thác đổ, suối chảy, chim hót, lá reo nha. Nhưng mà cái người mà tu túc lục căn thì không, luôn luôn biết rõ nghe chỉ là nghe, không có gì nữa, chạm chỉ là chạm, sờ chạm, không có cái gì ra nữa, ngoài ra nữa, mùi chỉ là mùi thôi, không có phân biệt mùi gì nha, chỉ biết mũi đang ngửi mùi là đủ rồi, đó chính là thu túc lục căn. Thì cái thu túc này nè mới là nó rốt ráo. Nhưng mà đủ chưa? Chưa, chưa. Bởi vì thu túc lục căn mà qua định á, là qua cái sự tập trung tư tưởng. Anh tập trung vào một cái đề mục nào đó để cho sáu năm cái căn kia mà nó đóng lại, thì đó là gọi là ly dục bằng định. Nhưng mà ly dục bằng tuệ là sao? Ly dục bằng tuệ là anh không có phải đóng cửa, mà là anh nhận thức nó rõ ràng nó là cái gì. Ly dục bằng định á, nó giống như là cái kiểu mà đứa bé mà nó kiêng ngọt vậy đó. Có nghĩa là nó không có dám chạm tay vô bánh vô kẹo vì nó bị sợ bị la. Đại khái như vậy. Nó ở đây nó xài tới cái sự khiên cưỡng. Nó tôi ví dụ chứ nó không có tệ như vậy đâu, nhưng mà đại khái nó gần như vậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái sự cũng kiêng tránh nhưng mà nó không có triệt để, nó không có dứt khoát. Mà ở đây nó là nó cần đến một cái sự gồng mình nha, nó cần cái sự gồng mình. Một đứa bé nó kia ăn kẹo, và có người muốn dành thời giờ thi tú tài, họ đành phải cạo cái đầu để không dám ra đường, để dồn hết thời gian để mà luyện thi tú tài, thí dụ như vậy. Thì cái đó mình phải hiểu rằng nó không có bằng cái thứ hai. Cái ly dục bằng tuệ quán là sao? Là mình thấu suốt vấn đề nó khác. Tại sao người lớn mình kiêng ăn ngọt vào ban đêm? Là bởi vì nếu lúc đó bụng mình trống mà dọng cái đồ ngọt vô thì nó chỉ có là thêm cái chua cho bao tử thôi nha, thêm chua bao tử. Còn nếu mình không có bị đói bụng, không bụng không có bị trống thì mình ăn chua ăn ngọt vô là phải công để đánh răng, nó phiền vậy đó, không để đánh răng. Mà chưa kể là khi mình nằm ngủ mình không có vận động, mình không có tiêu cái năng lượng, không có tiêu thụ năng lượng bằng những cái hoạt động đó. Thì cái đường nó vô nó chỉ có hại cho mình thôi nha, nó chỉ là làm cái nền cho bệnh bệnh đái tháo đường thôi nha. Rồi cho nên là khi mình hiểu như vậy đó nha, mình hiểu như vậy đó, mình hiểu thêm một cái nữa là mình thích ăn ngọt chẳng qua là vì cái khẩu dục thôi, chứ còn cái đồ ngọt á 90% nó không có cần thiết cho cơ thể mình,
90% của đồ ngọt mà mình muốn nạp vô đó nó không cần thiết, nó chỉ có hại thôi, nó chỉ đã cái miệng mình, gọi là khẩu dục, cho vừa cái khẩu dục của mình ta nha. Khi mình hiểu được được những cái mà tôi vừa nói đó thì mình không ăn ngọt, không ăn ngọt bằng cái nhận thức chứ không phải là bằng cái sự kiên cường, như một đứa bé mà nó cử ngọt, nó kiên ngọt, nhớ nha. Cái ly dục ở mức độ mà bậc trung á, ở bậc hạ đó là ly dục bằng những giới cấm, bậc trung á là bằng sự tập trung tư tưởng để mà đóng cửa, à, đóng cửa không cho mấy cần nó bung lung, nó bay nhảy. Nhưng mà tới cái mà ly dục bằng tuệ đó là khác, là anh ly dục bằng cái sự nhận thức. Tôi đã nói rất là nhiều lần, tuệ quán tức là tuệ học đó là chính là chủ yếu là chánh niệm và trí, trí tuệ. Nhưng mà trước khi anh bắt đầu đời sống chánh niệm, anh phải có học giáo lý, anh phải học giáo lý trước, chứ anh không, cái đầu anh chưa đủ để mà anh biết anh là ai, đâu anh tới, anh chưa đủ đâu, anh phải nhờ đến lời Phật dạy. Thì Phật dạy rất rõ, trước khi ly dục phải hiểu dục là cái gì. Phải hiểu dục là cái gì. Dục là chạy theo cái mình muốn, chạy theo cái mình muốn. Mà ở đâu ra cái muốn? Cái muốn của người này nó không giống cái muốn của người kia, có không thể nào giống được hết. Anh em một nhà, một cha một mẹ không giống nhau nha, không giống nhau, không giống nhau. Vì sao vậy? Vì tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Môi trường sống của hai anh em có thể giống nhau, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời, cái tiền nghiệp nhiều kiếp không giống nhau, không giống nhau. Và chính vì đó, cái khuynh hướng tâm lý và tiền nghiệp không giống nhau nên cái sở thích cũng không giống nhau. Và hãy sở thích không giống nhau thì cái mình ghét cái nó cũng không giống nhau, cái mình thích là cái mình ghét giống nhau, chậm chưa? Các bạn nhớ cái này chưa? Do cái tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó làm cho cái thích và cái ghét của mình không giống nhau. Đã. Vấn đề đó mình phải đào vô cái nữa. Chính vì nó không giống nhau đó cho nên cái hạnh phúc và đau khổ của hai người không giống nhau. Vì tôi hạnh phúc là vì tôi là một người con gái, tôi rất là thích quần là áo lụa nữ trang mỹ phẩm dầu thơm, các bạn biết không, giày dép sắt tay bóp đầm thích lắm. Chính vì vậy cho nên tôi có được cái đó, tôi hạnh phúc. Nhưng mà cái thằng tèo đó là thằng con trai, nó thích đó là phải có một cái chiếc mô tô, nó phải chỉ có một đôi giày thể thao, nó phải có một cái nón bảo hiểm để nó chạy mô tô, rồi khi nó đi xe đạp nó phải đi xe đạp của Pháp, xe bằng sườn bằng titan nhẹ tưng nhấc lên bằng hai ngón tay, rồi nó muốn nó có một cái ba lô thiệt là hàng hiệu, thì là đắt tiền, thì là sầm điệu, thì là thời thượng, thì là thời trang. À, vì nó là con trai, nó muốn có cái đồng hồ thì là ngầu hồ chày to cái này nút không nhìn nó mới wow, ví dụ như vậy. Bởi vì giữa hai đứa, một đứa trai một đứa gái, mình thấy nó thích khác nhau. Chính vì nó thích khác nhau cho nên cái ghét của hai đứa cũng không có giống nhau. Và chính vì thích và ghét không giống nhau cho nên khi mà đứa con gái mà nó gặp cái nó thích thì nó hạnh phúc, mà khi nó gặp cái nó ghét nó bị đau khổ. Đứa con trai cũng vậy, khi nó gặp cái nó thích nó hạnh phúc, mà khi nó phải chịu đựng cái nó ghét nó phải đau khổ. Như vậy thì cái muốn ly dục mình phải hiểu thích là cái gì cái đó. À, thì ra là do tiền nghiệp mà cái thích của mình không giống nhau, không giống nhau. Có loài thì nó thích ăn gọi là thịt sống máu tươi, có loài thì nó thích ăn rau trái củ quả, có loài thì thích ăn chiêu xài chiên xài xào nấu nướng, wow, chiên xào nấu nướng. Rồi có loài thì nó chỉ biết ăn rau trái củ quả, ăn tươi nuốt sống vậy đó. Còn có loài thì thích ăn côn trùng, có loài thì nó thích ăn thịt sống máu tươi. Rồi trong đó là trong thế giới và sinh vật nói chung, còn trong thế giới loài người mình, giới tính này, trình độ văn hóa nè, dân là sắc tộc nè, đất nước xứ sở nè, nền tảng văn hóa, nền tảng xã hội, nền tảng học thức, tất cả những cái chi tiết đó nó cộng lại làm thành một cái nền tảng chung để cho ta thích và ghét không giống nhau. Và từ chỗ có được cái mình thích và phải chịu cái mình ghét, nó dẫn đến cái đau khổ và hạnh phúc cũng không có giống nhau nha. Muốn ly dục phải hiểu như vậy đó thì nó mới chán, nó mới chán. Cũng cái hình hài đó mà mình có lúc thích lúc không, cũng nơi chốn đó mà mình có lúc thích lúc không, cũng món đồ đó mà mình lúc thích lúc không, cũng cái
khí hậu thời tiết đó mà mình có lúc thích lúc không. Đó là mình thấy như vậy rõ ràng rằng những cái mình thích nó không phải là những cái hằng số bất biến, những giá trị vĩnh hằng, mà nó là cái gì đó rất là tương đối, rất là tạm và rất là bất toàn bất trắc. Rất là bất toàn bất trắc. Thì cái đạt đến cái tiếp theo đó là cái ly dục, mà ly dục thì bây giờ cái bước ly dục cao hơn đó là ly dục bằng thiền định đó. Đấy đấy, như vậy học giáo lý xong nó chưa có đủ, phải nghiền ngẫm thấm thía, rồi phải biết bỏ đi cái gì không cần thiết để chi, để hướng tới một cái chuyện khác cao hơn, đó là thích được với đời sống thiền định, tức là trình độ ly dục bậc hai. Thiền định là trình độ ly dục bậc hai. Ly dục, trình độ ly dục bậc hai. Khi mà chư Phật không có ra đời đó, thì cái chúng sanh mà giỏi nhất trong tam giới này là họ chỉ đạt tới cái trình độ ly dục bậc hai thôi. Đó là giỏi nhất, chứ không thể ly dục bằng bằng trình độ bậc ba được. Bậc ba là bằng tuệ quán, là chỉ có chư Phật thôi. Chư Phật ra đời dạy cho người ta nha. Chư Phật độc giác tự mình đạt tới được, nhưng không có dạy cho ai được nha. Độc giác tự mình làm được chuyện đó nhưng không có dạy ai được, chỉ có chánh đẳng giác tự mình làm được và có thể dạy cho người khác. Đấy. Cho nên khi mà chư Phật không có ra đời đó, thì chúng sanh mà giỏi nhất là chỉ có khả năng ly dục bằng thiền định đây. Mà đó là một số rất là ít, 1 phần tỷ, 1 phần tỷ hoặc là 1 phần nhiều tỷ nha, 1 phần nhiều tỷ, tức là hàng tỷ chúng sanh vậy đó mới có một chúng sanh mà đắc thiền. Đa phần nghiệp dắt vào đâu thì vùi đầu trong đó mà đam mê. Đây là cái câu mà quý vị phải thuộc lòng. Ngoại trừ ra những cái bậc mà biết vượt thoát khỏi lối mòn tâm thức nha, tôi đọc thì chậm. Ngoại trừ ra những cái bậc mà có khả năng vượt thoát lối mòn tâm thức, đa phần chúng sanh là nghiệp dẫn vào đâu thì gục mặt cắm đầu ở trong đó để mà đam mê. Mình làm con người thì mình có những cái đam mê chết bỏ của con người. Mình nhìn thấy mấy cái loài mà côn trùng chuột bọ rắn rết chui rút ở trong đống rác ống cống mình gớm chết được. Nhưng mà nếu cái kiểu sống của mình á, mà nó bất thiện nhiều quá thì mai này mình trở xuống, mình xuống dưới ống cống hầm cầu đống rác thì mình có thể nói là mình tận hưởng hương và vị ở đó một cách phải nói là tâm đắc, cực kỳ tâm đắc luôn nha. Cho nên là đa phần chúng sanh cái cảnh giới sa đọa nó đông, nó lúc nhúc nó lôi nhau, là bởi vì sao? Là vì chúng sanh chỉ sống theo cái mình, cái nghiệp dắt đến đâu là vùi đầu gục mặt ở trong đó. Chỉ có một số rất là ít, 1 trên nhiều tỷ chán được dục, mà chán có nhiều cách. Chán một cái kiểu chán để thì tu thiền á, về phạm thiên á, số này hiếm. Còn có nhiều kiểu mình nhiều người họ tưởng họ chán nhưng mà không. Thí dụ như là có gia đình mà bà vợ tệ quá, ông chồng tệ quá, hoàn cảnh kinh tế gia đình tệ quá, rồi sống trong một cái xóm lao động gì đâu, tầm bậy tầm ba, dân nhậu nhẹt chích hút, gái gú gái điếm đứng đường tùm lum, mình sống trong một cái bối cảnh nó thấp kém á, rồi mình đâm ra mình chán, rồi mình tưởng mình đã ly dục sai. Thử bây giờ có ai nó nắm tay mình dắt mình về cái khách sạn 5 sao tắm rửa sạch sẽ, giao cho mình một tài khoản 1 triệu đô la, được. Mà lúc bao nhiêu hồng nhan mỹ nữ tập trung bên mình, chăm sóc phục lụy thờ phụng mình, thì lúc đó mình sẽ nhìn thế giới này nó ra làm sao? Khó lắm nha, khó lắm. Cho nên là mình phải nói là do cái khuynh hướng tâm lý và tiền nghiệp của chúng sinh mà mỗi người đó được nghiệp nó đưa về cái phương trời nào. Có một điều đó là khi mà chúng ta đã vùi đầu ở trong một cái thế giới nào, chúng ta ra không nổi, khó ra lắm. Rồi có nhiều anh cứ tưởng mình ly dục, tưởng mình là giống như sao tôi chán đời quá, tôi nghe nó sư nói ly dục tôi đâu có cần tu hành tôi cũng chán, nãy tôi mới nói đó, nghiện nó chán cho ai đem vô khách sạn cho tiền mình hết chán nha, không phải dễ đâu, không phải dễ. Cho nên cái ly dục ở đây nó phải là do cái nhận thức, do cái nhận thức thì nó vẫn vững vững chãi hơn, nó vững chãi hơn. Còn tự nhiên chứ còn cái ly dục mà chỉ do cái sự thiên cưỡng đó, do hoàn cảnh đó, thì cái đó nó xài được, nó có bệnh nha.
Cho nên cái bước tiếp theo là vị tỳ kheo phải biết ly lì dục để mà tu tập thiền định, rồi xa hơn cái thiền định đó, nghĩa là phải có được cái hứng thú trong cái tuệ quán. Sẽ có một ngày vị tỳ kheo thấy rằng có đi về cảnh nào cũng vậy thôi, từ cõi người cho đến cõi dục thiên rồi phạm thiên, sắc giới rồi vô sắc giới, và cuối cùng chung cục mình đi về đâu nó cũng là sự quẩn quanh thôi. Cho nên vì nó mới có được đủ cái hứng thú để mà tu tập tuệ quán. Mà tu tập tập tuệ quán đây không phải là để tìm những giây phút mà an lạc hiện tiền, không phải. Đúng, nó có một phần hả, tu tập tuệ quán phải an lạc hiện tiền, nhưng mà cái mà vị này hướng đến còn cao hơn nữa, đó chính là cái gì, là sự lìa bỏ vĩnh viễn cái hiện hữu của mình, không tiếp tục có mặt nữa. Bởi vì tôi nói hoài, hôm nay các vị có tí tiền, tôi biết trong lúc này có tí tiền tôi biết, tại vì nếu mà các vị không có tiền này, không có sức khỏe này, các vị làm sao mà có điều kiện để vào đây nghe không có thông tin. Bây giờ các vị phải đi đạp xích lô, phải đi bán vé số, phải đi bán hàng rong, bán kẹo kéo, ai tốt giọng thì phải gọi là vừa bán vừa hát không? Giờ này phải quần quật ở mấy cái hàng quán, đêm mưa gió phải ráng đi bán cho hết cái sắp vé số, bán hết cái rổ bánh cam bánh cầu, hết cái thùng bánh giò không? Thì hơi sức đâu mà các vị vào ra đây nghe mà nghe pháp. Hôm nay thì các vị là có thời gian mà ngồi nghe live trực tiếp như thế này, tôi cũng tin là vì ít nhiều thì cũng có cái điều kiện, ít nhiều cũng có điều kiện các vị mới vào đây. Nhưng mà khổ một nỗi đó là kêu mà tu tập tuệ quán đó, thì phải xét lại, bởi vì có người họ chán đời quá, mệt mỏi quá thì cũng muốn có cái chỗ để mà sống chánh niệm, sống chậm lại. Nhưng mà rồi thì sao, nếu mà anh không hiểu rằng anh là ai, tại sao anh phải tu tập tuệ quán, mà cứ cứu cứu cánh cao nhất mà hướng đến là cái gì, sẽ có một ngày khi mà cái sự buồn chán đó nó qua đi, anh sẽ quay trở về con người cũ của anh thôi nha. Anh phải trở về con người cũ của anh. Mà cái quan trọng ở đây đó là đạo Phật không có kêu mình chán đời, đạo Phật không nói mình đam mê, đạo Phật không kêu mình chán hàng đam mê, mà đạo Phật kêu mình nhìn rõ vấn đề. Phải thấy rõ vấn đề thì tự nhiên anh mới biết là mình tiếp tục nên thích hay là mình thích. Chẳng hạn như trong rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy này, các tỳ kheo thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để xả ly. Mà tại sao Ngài nói như vậy? Là vì trước đó là Ngài đã kể cho mình nghe cái gì đó rồi. Ngài kể câu chuyện xưa xong rồi Ngài mới kết thúc. Ở trong kinh Bổn Sanh nó ghi rõ, Thế Tôn sau mỗi lần kể một câu chuyện quá khứ, Ngài bèn kết thúc bằng một thời pháp về bốn đế. Mà ngày bên châu gọi là một thời pháp, một pháp thoại về bốn sự thật đó, tức là về bốn đế. Cứ mỗi lần kể xong một câu chuyện quá khứ, nhận diện bổn sanh là trong kiếp đó người nào đó, trong kiếp đó là ai bây giờ. Nhận diện bổn sanh xong và Đức Thế Tôn đã kết thúc bằng một cái pháp thoại về bốn đế. Này các tỳ kheo, này đại chúng, tất cả những buồn vui đó trong quá khứ đều là khổ đế hết. Và những buồn vui ấy nó có được từ cái niềm đam mê của chúng ta trong cái cuộc đời này. Từ cái niềm đam mê đó chúng ta mới làm ra các nghiệp thiện ác. Rồi từ có cái nghiệp thiện ác chúng ta mới có cái sự buồn vui, sướng khổ. Cho nên mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ. Niềm đam mê nào trong khổ thì cũng là tập đế. Mọi thứ đều là khổ đế. Niềm đam mê nào trong khổ đế cũng là tập đế. Muốn hết khổ thì phải lìa bỏ cái tập đế trong khổ đế. Thì khi Đức Phật kết thúc mỗi một cái câu chuyện đó, bằng một cái pháp thoại ngắn như vậy về đế, thì đó là cái thời điểm mà gọi là rốt ráo để cho người ta chứng đạo. Luôn luôn là như vậy. Và cuối cùng thì Ngài mới nói, này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly. Vì dòng luân hồi nó chỉ quẩn quanh trong cái khổ tập, khổ tập, khổ tập, khổ đế, tập đế. Vì đam mê trong mọi thứ nên mới có mặt chỗ này chỗ kia, do có mặt trong chỗ này chỗ kia nên mới thích cái này cái nọ, do thích cái này cái nọ nên mới tạo các nghiệp thiện ác, cho các tạo các nghiệp thiện ác nên tiếp tục sanh về chỗ này chỗ kia. Mà hãy sanh ra chỗ này chỗ kia lại lại thích cái này cái nọ, do thích cái này cái nọ nên mới tạo các nghiệp thiện ác, do tạo các nghiệp thiện ác nên mới đi về chỗ này chỗ kia, cho đi về chỗ này chỗ kia mình lại tiếp tục thích cái này cái nọ, mà nó cứ lồng vòng nè. Trời mưa rồi gió sạt sào, có ông thợ mọc quỷ bà quỷ cưa,
sát sao trời gió trời mưa có một cái quẩy cứ quẩy vào và cứ cứ quẩy hoài đó. Đại khái như vậy, cho nên cái rốt ráo vẫn là vị tỳ kheo sau khi mà nghiệm lên cái đó chán, vì nó không còn tin cậy vào các cõi phật kia. Bốn cõi đọa là ai cũng nản rồi, rồi cái cõi nhân loại thì nó khá hơn nhưng mà nó mong manh quá, cõi dục thiên khá hơn, mà cõi dục thiên thì nó cũng làm sự quấn quanh trong dục, thôi thì cõi phạm thiên nó an toàn hơn. Nhưng mà cõi phạm thiên ấy, nó an toàn hơn cõi dục được ít lâu rồi nó cũng hết, tất cả các phạm thiên là phải quay trở về cõi dục để mà tiếp tục cái vòng quay cũ, tiếp tục cái vòng quay cũ nha. Do đó cái vị tỳ kheo ở cái bước cuối cùng đó là tu tập tự quán. Để làm chi ta? Tu tập tự quán không phải chỉ để trốn khổ tìm vui ngay bây giờ, mà còn để hướng đến cái sự chấm dứt sanh tử, thể nhập tri kiến. Đó, thể nhập tri kiến. Cái chỗ đó là bốn chữ cuối cùng là thể nhập tri kiến nha, thể nhập tri kiến. Thì phải có cái đó thì vị tỳ kheo mới khá được. Vị tỳ kheo nói riêng và người cầu đạo giải thoát nói chung nha. À, nãy giờ mình học về bảy cái pháp đặc biệt là vậy đó, mà tôi gom gọn tôi kể có mấy điều thôi nha. À, còn về chi tiết giải thích từng chữ từng chữ từng chữ thì tôi đã giảng rồi cái này không có lâu nha. Nhưng mà nói chung về kinh này này, tôi chọn cách giảng này là cách giảng cho mấy cái người sơ cơ chưa từng nghe giảng bài kinh này lần nào. Thì hôm nay qua cái bài kinh này để cho các vị thấy, nếu các vị có lòng cầu pháp cầu đạo cầu giải thoát, để cho các vị cũng mơ hồ nhận ra cái con đường mà mình phải đi, đó là thật giáo lý, rồi có gặm nhấm, có tiêu hóa, rồi cái gì nữa, phải biết ly dục, phải biết buông bỏ con người cũ của mình, rồi cái gì nữa, phải vui được với đời sống thiền định, rồi cái gì nữa, cuối cùng tu tập tuệ quán để hướng tới cái gì, hướng tới sự thể nhập tri kiến. Có nghĩa là sẽ có một ngày mà mình khác con người xưa của mình, con người cũ thiệt là cũ, cũ xì của mình cái hồi chưa biết đạo, là chỉ biết trốn khổ tìm vui, đi theo cái thích mà chạy trốn cái ghét. Khi biết đạo rồi thì mình làm lành lắm dữ. Cái quan trọng lúc bây giờ nó không phải là trốn khổ tìm vui nữa, không phải là thích và ghét nữa, mà là chỉ còn là làm lành lắm dữ. Cái gì mình thích hay ghét không quan trọng, nghĩa là nó miễn là nó lành thì mình làm. Rồi cái gì mình thích ghét không quan trọng, mà cái gì nó là điều xấu bất thiện mình tránh. Cho nên bước một là con người cũ đầu tiên của mình là gì, là trốn khổ tìm vui đó. Theo cái thích mà trốn cái ghét. Cái con người thứ hai khá hơn đó là làm lành lãnh dữ. Và con người thứ ba là gì, là con người thể nhập tri kiến, con người đó thấy rằng thiện ác buồn vui đều là quẩn quanh trong cõi sinh tử nha. Và bảo ông tôi nói có học nó bị sốc. Cái ông mới ông nói Việt Nam bây giờ đang Việt Nam cũng đang làm thầy bà gì trong mấy cái chùa, ông bị sốc khi mà ông nghe tôi giảng. Tôi nói chỉ có 1% Phật tử Việt Nam là Phật tử đúng nghĩa, chỉ có 1% Phật tử Việt Nam là sợ sanh tử. Chứ nếu bây giờ mà cho các vị có đầy đủ nhan sắc sức khỏe tiền bạc tình cảm, cho các vị sống 1 tỷ năm thì các vị có tu không? Sống hết 1 tỷ năm đi về đâu thì chưa biết nha. Thì ông nghe cái đó ông sốc, ông nói đó là cực đoan. Theo ổng tu mà để cầu giải thoát không còn hiện hữu đó là cực đoan. Theo ý ổng là giống như là tiếp tục hiện hữu để mà mình phục vụ chúng sanh, để mình kiến tạo cái thiên đường tại thế, làm cái gọi là cực lạc tại tiền đại khái. Nhưng mà đó là dành cho mấy người dư hơi, chứ nếu mà nói rốt ráo ra tuổi già nó đang sầm sập nó tiến tới, cái chết nó đang lừng lững nó tiến tới, bây giờ nằm mà liệt một chỗ lỡ lưng lỡ mông hôi rình ăn không được nước giải chảy rồng rồng, mỗi ngày ta thọc cái ống vô trong mũi nó đổ thức ăn, thì lúc đó còn cái hào khí lâm sơn để mà nghĩ đến cái chuyện mà gọi là lật ngược càng khôn thay trời đổi đất hay không? Không. Lúc mình đang sung thì mình là đã lắm. Ở tuổi 50 này tôi nhìn tất cả những nghệ sĩ, văn nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, tôi thấy họ đúng là dư hơi.
họ phải nhìn cuộc đời từ một góc cạnh nào nó hơi hoang tưởng một tí thì họ mới có đủ cái chất nhựa mà văn nghệ để mà cho ra đời cái tác phẩm đó. Tôi biết nhiều người hiểu lầm nghĩa là tôi làm thơ, chắc tại vì tôi cũng có nghệ sĩ sai. Tôi nói cái này dễ ghét, tôi phải nói tôi chưa bao giờ dại dột mà tôi nói tôi làm thơ hay hết. Tôi chưa bao giờ mà tôi dám nhận tôi là người biết làm thơ hết. Nhưng có một điều, cái thơ loại thơ mà thơ ba xu, thơ con cóc của tôi làm dễ hẹt. Thì có những lúc tôi muốn diễn đạt một cái suy tưởng nào đó, tự nhiên nó trào ra không phải văn xuôi mà là văn vần, tôi chép nó xuống rồi gọi thì người ta thích là gọi đó là thơ, còn không có bị cửa lên cái vết cóc nhảy cũng được nữa. Mà tôi chưa bao giờ mà dại dột tôi nói tôi biết làm thơ, bởi vì muốn là biết làm thơ có bị biết niêm luật, có bị biết không nha, tôi không có biết niêm luật gì hết. Chữ nghĩa tôi nó gà què quẩn cối xay vậy đó, cho nên đừng có tưởng tôi làm thơ mà vì tôi có báo văn nghệ. Và thứ hai, tôi phải nói mạnh mẽ rằng trong tất cả bài thơ của tôi, kể cả những bài thơ mà các vị nghe có cái mùi nó hơi tục lụy, đọc kỹ là đi, luôn luôn tôi kết thúc bằng tiếng chuông chùa hết. Bất cứ bài thơ nào tôi dám nói mạnh mẽ như vậy, lỡ một mai mà tôi có vì phải lòng ai ở tuổi 50 này mà tôi có chọn bài thơ nếu mà đọc kỹ là thì cuối cùng cũng là một nén nhang hoặc là một tiếng chuông trong đó. Tôi chưa bao giờ có một bài thơ nào mà suối dại đẩy người ta vào có cái cõi tục lụy đằng ngay với khoai cũ, chưa bao giờ nha. Cho nên mình hiểu tới nơi tới chốn Phật giáo thì khỏi nói, là ở một mức độ nào đó mình sẽ thấy cái chuyện mà ca ngợi cuộc đời là một thứ dư hơi, dệt mộng để mà xây dựng một thiên đàng tại thế là một kiểu dư hơi. Các vị hỏi tôi nói như vậy sẽ muốn mọi người chết sạch hay sao? Không, chưa làm thánh thì phải tiếp tục sống, mà sống trong tỉnh thức, sống trong nhận thức. Hôm qua khi viết cái lời tựa cho cái quyển Nhật Tụng Kalama, tôi có nói là Nhật Tụng, nhưng đây không phải là bài kinh, những cái bài kinh để mình khẩu tụng mỗi ngày, không phải, mà là để mình nghiền ngẫm mỗi ngày từng hôm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, kinh Phật không phải để khẩu tụng bằng miệng, mà vì kinh Phật là cái lời, là cái tiếng nói của người thực chứng, cho nên tối thiểu nó phải được nhận thức, được hiểu biết thông qua cái người, vì đó là tiếng nói của người thực chứng, cho nên nó phải được hiểu bằng cái sự thực nghiệm. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, không hề có cái chuyện linh nghiệm trong đạo Phật. Linh nghiệm hiểu theo nghĩa đời thì không có, mà nếu có cái gì đó mà mình thấy nó làm như nó hơi linh nghiệm thì phải hiểu đó là cái tín hiệu nghiệm, tín hiệu nghiệm của cái người hành trì, chứ không phải là sự linh nghiệm của người tụng đọc. Để các vị, tôi nói chậm các vị có phân biệt được không? Trong đạo Phật, tôi nhắc lại nha, kinh Phật là cái lời của người thực chứng, nên chỉ có thể được hiểu biết thông qua cái thực nghiệm. Đó là bước một, đó là vấn đề một. Vấn đề thứ hai, không hề có sự linh nghiệm ở trong cái chuyện tụng kinh, mà chỉ có sự hiệu nghiệm trong hành trì. Cho nên ở trong kinh Phật làm ơn đừng có nói nó linh nghiệm, mà phải nói nó là thể nghiệm, chứng nghiệm, thực nghiệm và hiệu nghiệm. Mấy chứng nghiệm đó thì được, nhưng mà tôi lại các vị đừng có nói đến chuyện linh nghiệm. Vì sao? Vì trong đạo Phật không hề có sự linh nghiệm qua tụng đọc, mà chỉ có hiệu nghiệm qua hành trì. Mà vì sao vậy? Vì lời Phật là lời của người thực chứng, nên phải được thực nghiệm. Đấy, nhớ là nhớ cái đó. Đó là những cái rất là quan trọng. Nhớ nha, rất là quan trọng. Kinh Phật không có hiệu nghiệm, không linh nghiệm mà chỉ có hiệu nghiệm, không có linh nghiệm qua tụng đọc mà chỉ có hiệu nghiệm qua hành trì. Nếu ai cầm lấy cuốn kinh mà nhớ cái điều này nè thì tốt quá. À, sẵn thưa bà con chuyện tôi tính tôi lay quay mới phải nói làm sao. À, cái số tài chánh mà để in, người ta kêu tịnh tài nghe nó sang, chứ tôi thấy cái tịnh tịnh cái gì là tịnh hơn. Tịnh tài là số tiền sạch sẽ, mà cái tiền nào nó cũng nhét tùm lum hết, có cái tiền nào mà tịnh đâu này. Thì cái số tiền mà in sách là có rồi, có cái bà gì bên Sài Gòn nó cho rồi, cho nên là trong cái khoản mà in kinh Kalama là tôi thấy vui quá. Thì bản thảo bữa nay xong xuôi, bữa nay là xong kết thúc.
đã bảo đã gửi đi được rồi, bìa bọng thì các vị thấy rồi, tôi đã thay đổi, đã lựa chọn, rồi bị bà con gọi ra nhắn vào tùm lum, cuối cùng bây giờ mình đã tìm được cái mẫu bìa gửi đã mới vừa post lên Facebook của Phương Trì đó. Phương Trì thích, Phương Trì thích phi trường rồi. Bản thảo là coi như bây giờ thích thì ngồi dò lại rồi gửi đi trong tuần này, trong tuần này là bữa nay là thứ ba, thứ ba, ba thì phải gửi trước ngày thứ bảy, gửi trước ngày thứ bảy rồi gửi đi. Rồi cái tiền in là đã có người cho rồi, cho nên nếu mà bà con có lòng thì hết hứng rồi, nghe nó hết đã có rồi không muốn cho nữa thì thôi, còn nếu đã lỡ gửi thì tôi xin chuyển hết cái đó cho cái vụ khác. Đó là nếu mà chỉ muốn in sách thôi thì cho cái quyển tiếp theo, đó là cái quyển chuyện phím hai, cái quyển đó tôi e rằng quý vị phải phải có trong tủ sách, không phải quảng cáo, nhưng quyển đó là tôi đá động, tôi đề cập đến là những cái vấn đề nhức mình, nhức nhối nhất ở trong Phật pháp, mà nói ra thì ngại miệng, viết xong rồi trốn những bàn cho người ta đọc có thì được. Này. Và thêm nữa chúng ta có biết rằng đó là cái Kalama bây giờ nó cái tiếng nói từ trong nước là cái tiến độ nó rất là nhanh nha, cho nên tôi rất là mong là khi mà đến mùa năm nay đó, thì theo lời của chư tăng Miến Điện là chúng tôi đã có thể có cái mùa nhập hạ đầu tiên ở đó, đã có thể có cái mùa an cư đầu tiên ở đó, và tôi muốn rằng trong cái lễ mà cúng cúng tóc, lễ dân cốc hoặc là trễ tràng gì đi nữa thì cũng phải là đến lễ vô hạ đó, là cái quyển Kalama phải xong. Và nội dung Kalama ở trong lời giới thiệu tôi không nói, nhưng mà ở đây tôi cũng mượn này, tôi nói một tí thôi qua trình khác nha, là trong đó tôi gom giùm quý vị những bài kinh mà tôi cho rằng nếu mà mẹ tôi còn tại tiền thì tôi cũng muốn ngồi bên giường tôi đọc cho mẹ tôi nghe hết mấy cái bài đó. Nếu mấy hòa thượng bổn sư của tôi còn thì tôi cũng muốn làm chuyện đó, tôi muốn đọc cho nghe hết mấy bài kinh đó, nghe hết, vì đó mới là mấy bài kinh mà tôi cho rằng tinh hoa của kinh điển. Mặc dù là kinh Phật là một khu rừng thì bất cứ cây cối hoa cỏ nào thì cũng là của khu rừng đó, không có cái nào hơn là kém hết. Mình không thể nói là gỗ lim mà hơn bằng lăng hay là cà chất hay là thao lao, mình khó nói, đừng có nói như vậy. Nhiều cái là danh mộc mà để đốt thôi, nhiều cái có thể làm dùng gỗ để làm nhà, làm đồ nội thất được, khó nói lắm. Nhưng mà sở dĩ như vậy cái này chúng tôi chọn là vì hai lý do. Thứ nhất, gom hết nội dung mấy bài kinh này thì hoàn toàn có thể làm nên, gọi là kiến tạo một cái nền tảng kiến thức căn bản cho cái người đang mù tịch không biết Phật pháp là gì hết. Đó, điểm đặc biệt là chỗ đó. Tức là chúng tôi đã tính toán rất kỹ, cuốn một gồm những bài kinh mà để hướng dẫn cho mấy người sơ cơ không biết gì hết, và cũng trong cuốn một những người mù tịch về pháp môn tuệ quán, mù tịch về pháp môn tuệ quán đọc cái này biết ồ tuệ quán là cái gì. Và thứ ba, người mù tịch không biết ba tạng nói cái gì, chỉ nghe lơ mơ kinh lực lượng thôi, thì ở cuốn một này các vị biết thứ nhất là Phật pháp căn bản là cái gì, thứ hai các vị biết pháp môn tuệ quán là cái gì, tại sao phải tu và tu cái gì, và thứ ba các vị biết được một cái khái niệm, có được một cái khái niệm ba tạng là cái gì. Trong khi bây giờ các vị đọc một lúc cả mấy chục cuốn để biết được ba tạng thì tình này tiêu đời rồi, thời gian nào mà còn nha. Nhất là những người là không có thời gian, không có sức khỏe, không có điều kiện tùm lum hết, thì cái quyển một này nó cho các vị những khái niệm đó. Một là căn bản Phật học cho người mù tịch, thứ hai nữa là về pháp môn tuệ quán cho người mù tịch, và thứ ba là khái niệm về ba tạng cho người mù tịch, và cái thứ tư đó là những cái nội những cái bài kinh, những cái trích dẫn, trích lục mà quý vị có thể viết nhỏ lại, nhét vào một cái ống kim loại đeo trong người đó. Thì trong những lúc mà gọi là bơ vơ lạc lõng, không lối về, không tìm ra chốn trọ, không biết về nơi nào, thì có thể gọi là nhẹ nhàng ngồi xuống bên lề đường, tháo cái mặt dây chuyền nó ra, rút cái bài kinh nó ra. Tầm tầm thì khoảng 5 có 5 bài kinh, 5 trích đoạn. Tôi đã tính toán khoảng có 5 trích đoạn để bà con có thể làm cái chuyện đó, viết chữ nhỏ
xe mỏng gọn nhét vào ở trong một cái mặt dây chuyền rồi đeo. Ở đây không hề có sự linh nghiệm trong cái tụng đọc, mà chỉ có hiệu nghiệm trong hành trì thôi. Nếu tôi có mệnh một trước tuổi 60 mà tôi làm xong hai cuốn tiểu quán làm rồi, tôi làm xong hai cái cuốn Nhật Tụng và Kalama, chỉ cần bờ rào xây xong, cổng dựng xong và có xong 80 cổng, thì nếu mà tôi có đi trước tuổi 60, như vậy tôi đã ít nhiều tự siêu độ cho mình và những người tùy hỷ. Và các vị nên nhớ, trong kinh Phật có dạy mình chuyện rất là độc đáo. Cái người làm, tôi chỉ là, nó có bị nên nhớ, tôi chỉ là bỏ công thôi, công là tao công, tôi kêu gầu vậy thôi, và tôi có cái công nữa, chạy tới chạy lui, được có đó có. Và bên cạnh tôi có 5-7 người khác họ cũng cực như tôi, thì chưa biết phước ai nhiều hơn ai, mặc dù tôi là người đề xướng chưa hết. Mấy cái người trong râm này là nghèo sơ sát mà có cái lòng tùy hỷ, củ sắm củ khoai, sống chết buồn vui với Kalama mai này, thì công đức của họ chưa biết so với tôi ai nhiều hơn ai. Tôi nhắc lại, củ sắn củ khoai gói ghém bằng cả tấm lòng trong đó. Tôi không hề nói môi miếng thảo mai ở đây nha, không hề có, đó là sự thật. Có nghĩa là mỗi người mà ra sức ra công thi hùng thì chưa chắc người nó phước nhiều hơn cái kẻ mà củ sắn củ khoai cơm đùm cháo nấm lê lết qua Kalama quét dọn rửa chén mỗi khóa tu học, thì chưa biết là mèo nào hơn miểu nào nha. Nhớ cái đó, tùy hỷ là một công đức rất là lớn. Nếu các vị không tin thì các vị cứ nhớ và tự nhiên tin này. Mình không có ôm ôm tự sản, mình không có chủ trương giết người hàng loạt, nhưng mà mình chăm sóc mấy người tử sĩ ôm ôm tự sản không, trong khả năng mình có. Rồi mình vui mỗi lần mình nghe nói ở nhà ga phi trường nào đó bị khủng bố, mình nghe có chiếc máy bay nó bị khung không tạc chết 100 trăm mấy, mình vui. Thì theo các vị, cái người nó có tội không? Các vị không ở bơm tự sát, các vị không có tiền, các vị không có tiền, các vị chỉ tới nấu cơm cho mấy tử sĩ, cho mấy cái ông đó thôi nha. Thì các vị cũng củ sắn củ khoai chăm sóc theo cái điều kiện mình có, và lòng rất vui khi nghe nó đâu đó chết 100 trăm mấy, cháy nhà ga, nổ phi trường, rớt máy bay, mình vui nha. Thì theo các vị, trong trường hợp đó các vị có tội không? Nếu mà các vị nói không có tội đó thì tôi không còn gì để nói hết nha, không còn gì để nói. Còn nếu mà các vị nói tội lắm chứ siêu tội à, cái nó tội thì ok. Nếu mà cái nó có tội mà tội nặng thì cái chuyện tu hành này cũng vậy. Tôi ghét nhất cái câu mà của ít lòng nhiều, có nhiều người họ kẹo quá, dắt chạy ra nước họ nói vậy để họ khỏi cúng nha, nhưng mà có những người họ nghèo thiệt, thì lúc bây giờ cái tấm lòng của họ đó, và cái củ sắn củ khoai mà họ bỏ ra đó, cái giá trị nó lớn lắm, giá trị nó lớn lắm, giá trị nó lớn lắm. Rồi mình lạc đề tới đó đã đủ rồi, bây giờ mình lạc mình phải quay lại kênh của mình chứ, phải quay lại kênh của mình. Mà sư dĩ phải nói chút là bởi vì bà con thấy tôi đăng, bà con tưởng tôi đi quyên tiền, tôi sợ lắm, tôi sợ cái mặt mốc của mình mỗi lần lên đây cái bà con nó rồi nhỏ nhắc tới Kalama, nhỏ xin tiền. Mà tôi đã nói rồi, bà con giúp được Kalama mạnh nhiều thì Kalama sẽ xây dựng theo cái hướng mạnh và nhiều, bà con giúp ích thì Kalama phát triển ích, và hiện giờ thì Kalama đã đủ gọi là để có chỗ cho tôi ở rồi, sang trọng. Nếu một mình tôi là tôi cất sang á, thì bà con không có nên ngạc nhiên, bởi vì khi mà không có cất nhiều thì nhiên phải cất ít, mà cất ít thì mình có quyền sang trọng, thì cái chuyện bà con sau này qua thấy mà tôi tắm hơi hoặc là chơi bowling hoặc có cái trà thất mà kiểu Nhật có mời chuyên gia bên Tokyo qua thì quý vị đừng ngạc nhiên, bởi vì quý vị đóng góp ít quá, cho nên tôi đặt phải là dồn hết đi vô cho cái chỗ của tôi. Ok, tiếp theo là cũng cái bài kinh y chang như vậy, mà kinh Thù Diệu nè, mà kinh Thù Diệu, mà kinh Thù Diệu, nhưng mà ở đây cái nhân vật là nhân vật duyên sự, ở đây không phải là Ngài Xá Lợi Phất mà Ngài là Ngã Nan. Rồi xong rồi kinh này luôn. Bây giờ tiếp theo là từ kinh Bảy Thức Trú. Wow, Bảy Thức Trú là sao, mà kinh này hay dữ lắm luôn.
ý thức trú. Từ cái chữ quy nhà ná là tâm thức, ý thức. Còn cái chữ thí tí nó nhiều nghĩa lắm, nhưng mà chỗ này nó có nghĩa là điểm tựa, nó là chỗ nương. À, rồi tiếng Hán gọi là trú, phải không? Thì ở đây quy nhà nó tí tí, mình nếu mình muốn dịch sát thì nghe nó khó lắm, mà nó khó lắm, nó khó hình dung. Nó một cái ngôn ngữ mà cộng với ngôn ngữ xa lạ mà khái niệm không gần gũi nữa, này cho nên là hay khó. Cho nên đây bảy thức trú cho quy nhà nó tí tí này mình có thể hiểu nó nôm na thế này, đó là bảy cách hiện hữu của chúng sinh trong đời, bảy cách hiện hữu nha. Rồi, bảy cách này tôi đã giảng rồi trong trường bộ kinh bài phúng tụng và thập thượng, tôi đã giải thích rồi, nhưng mà vì cái lòng là đạo tình đối với bà con sơ cơ và kể cả những người mà có nghe rồi mà quên sạch, thì tôi bữa nay tôi đành điểm lại thôi, điểm lại thôi. Rồi bà con mò trong cái quyển bài giảng trường bộ kinh mà ai đó in á biết, con coi nó giùm nha, vậy quyển nó bị nó bán tùm lum ở trong này, tụi bị thất thu trong cái vụ hơi nhiều quá. Bảy thiên trú là cái gì? Đức Phật dạy rằng chúng sanh trong đời này, nếu mà nó tính đến cái chủng loại là vô số, chủng loại đó là vô số, cảnh giới thì quá nhiều, trời người rồi dạ xoa tu la địa ngục kim sĩ điểu càng thác bà tùm lum nó la sát quá biểu trả nhiều luôn nha, chủng loại và cảnh giới nhiều nha. Cho nên nó khi cần nói gọn thì phân loại chúng sinh trong đời nó ra gồm mấy hạng sau đây, mà dựa trên cái gì? Dựa trên cái tiêu chí gọi là ý thức. Cho nên bảy cái này được gọi là bảy thức trú là vậy, có nghĩa là bảy cái cách hiện hữu của chúng sinh trong đời mà dựa trên cái tiêu chuẩn tâm thức là sao? Có những cõi chúng sanh á, có cái trong đây phải xài cái từ trong đây nè, cái từ trong đây thì dịch là thân với tưởng nghe nhức đầu quá, thôi dịch theo chú giả theo trong Bali cho nó sáng nha. Có những chúng sanh, có những cái nhóm chúng sanh trong đời này nè, có những cái cảnh giới, có những cảnh giới mà chúng sanh trong đó, đó giống nhau về xác mà khác nhau về hồn, có những chúng sanh giống nhau về xác lẫn về hồn, và có những chúng sanh khác nhau cả xác lẫn hồn. Các vị có nghe kịp không ta? Rồi, chúng sanh cái chữ hồn chữ xác ở đây thì ở trong bản ngày Minh Châu dịch là tưởng và thân nha. Bây giờ tôi dịch chữ hồn chữ xác là sao, có nghĩa là vậy, cái hồn đây có nghĩa là cái tâm đầu thai, và cái xác ở đây tức là cái thân tướng đó. Nhớ nha. À, có những cái cõi mà chúng sanh ở đó nó đầu thai bằng các cái tâm khác nhau, tâm trong A Di Đà gọi là tâm tục sinh hay là tâm tái tục, còn tôi hay xài cái tâm đầu thai đó cho nó dễ hiểu nha. Thì các vị biết rồi, tâm đầu thai đó đâu nó ra? Dạ thưa, nó từ các nghiệp thiện ác, tôi đã nói 1 tỷ lần rồi, cứ mỗi lần mà con nói làm và suy nghĩ bằng một cái tâm thiện ác nào đó nha, dầu chỉ là hé mắt lườm liếc thôi, trề môi nhún vai lắc đầu thôi, nó hé mắt lườm liếc trề môi nhún vai lắc đầu, đó là nghiệp hết nha. À, chỉ cần mà những lúc mà các vị có những cái động thái như vậy đó, thì lúc đó các vị đấy đang gieo một cái nghiệp tái sanh vô kiếp khác rồi. Dễ sợ chưa? Một lần mà các vị có một cái ánh nhìn, các vị nhìn ra các vị thấy thương, có ánh nhìn từ bi, nhìn một con kiến nó lọt xuống nước, nhìn một con chim nó bị thương ở chân nó nhảy một cò cò, nhìn ra thấy một người già trên đường là mình có lòng tội nghiệp, ví dụ như vậy. Đó là những cái nghiệp rất là nhẹ nhưng mà nó cũng là nghiệp thiện nha. Đấy. Rồi khi mà các vị có lòng khinh bỉ thù hận ghen ghét của người nào đó chỉ trong tâm thôi, thì đó cũng là một cái kiểu gây ác nghiệp. Thì cứ mỗi khoảnh khắc như vậy đó là mình đã âm thầm tạo ra một cái tâm gọi là tâm đầu thai cho kiếp khác. Rồi các vị hỏi tôi chứ cái tâm đầu thai đó nó sẽ đưa mình đi về đâu và lúc nào? Dạ thưa như thế này, các vị tưởng tượng giùm tôi là trong cái dòng luân hồi nó dài thăm thẳm như vậy, thì nó có biết bao nhiêu là cái lần mình thiện ác,
dĩ nhiên ác nhiều hơn thiện nha, dĩ nhiên ác nhiều hơn thiện, nhưng mà gom chung lại thì vô số lần thiện ác. Thì hễ mà mỗi một cái tâm thiện ác như vậy nó có một cái sức mạnh khác nhau, nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai vào một thời điểm nào đó. Thí dụ như tâm thiện X nó sẽ cho ra một cái tâm đầu thai vào cái thời điểm Y. Tâm thiện X nó cho ra cái quả đầu thai vào cái thời điểm Y. Rồi cái Y đó là bao lâu? Thì có thể là ngay sau khi kiếp này mình tắt thở đó, không? Rồi đó là thời điểm Y. Nhưng mà cũng có thể là 20 kiếp nữa, 80 kiếp nữa thì cái thiện bây giờ nó mới đúng cái lúc nó trổ quả. Cái tâm thiện X này nè, nó sẽ cho quả vào thời điểm Y, nhưng mà cái Y đó có thể là cách đây 80 kiếp, 100 kiếp nữa. Và trong thời gian mà chờ nó mà cho quả đó, cho mình nó dắt mình đi đầu thai chỗ này chỗ kia đó, thì các vị biết rồi, nó có vô số tâm đầu thai của tiền kiếp nó đang chậu chật, mà đang chậu chật ngay bây giờ, right here right now. Bây giờ quý vị tắt thở một cái rẹt là tôi bảo đảm 1000% là các vị sẽ có chỗ đó các vị đi. Là vì sao? Vì cái nghiệp thiện ác của các vị trong nhiều đời đó là nó nằm một núi nó chờ mà. Còn cái ông mà thiện nghiệp X nãy đó, đúng vào thời điểm Y sẽ cho quả, nhưng mà đó chuyện chuyện sau này. Nhưng mà ngoài cái X, Y này nó còn nhiều cái khác, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Y, tùm lum nhiều lắm nha. Thì như vậy thì chỉ cần mình tắt thở bất cứ lúc nào, dù cái chết của một người già có chuẩn bị, hay là cái chết bất đắc kỳ tử của một tai nạn, mình đừng có tưởng mình chết gấp quá rồi không có, mình không có cái nghiệp nào kịp trổ. Sai, chính cái tiền nghiệp nó đã đẩy cho mình bị tai nạn, và cũng đã có bao nhiêu cái tâm đầu thai nó đang chầu chực. Chứ mình tắt thở một cái thì cái thằng ông mạnh nhất trong đó ông sẽ dắt mình đi, còn chuyện đi đâu thì đã nói rồi. Kêu nên tâm đầu thai đó là tâm đầu thai cõi lành đó, thì nó đưa về cõi lành. Còn tâm đầu thai đó là tâm đầu thai cõi xấu thì nó đưa mình về cõi khổ. Còn tại sao có tâm đầu thai cõi lành là bởi vì nó được tạo ra bởi một cái tâm thiện quá khứ. Biết trong rung có hiểu chưa ta? Đó, phải hiểu, phải giảng sơ như vậy đó. Trên bảy thức trú đây là gì? Là có những cái cảnh giới mà chúng sanh ở đó, cái được đầu thai vào bằng các cái tâm đầu thai khác nhau và các thân tướng cũng không giống nhau. Ở đây ngài ví dụ giống như cõi người chẳng hạn, làm con người nhưng mà cái tâm đầu thai không giống nhau. Là vì sao? Là vì có nhiều người nó mặt mũi tay chân y như thiên hạ, cho nên nhưng mà họ đầu thai bằng cái tâm dị nhân, có nghĩa là cái tâm thiện nó có hai tâm thiện hợp trí và tâm thiện ly trí. Tâm thiện hợp trí nên tức là mình làm lành làm thiện nhưng mà có trí tuệ đi kèm, gọi là tâm thiện hợp trí. Chính cái tâm thiện hợp trí nó sẽ cho ra cái tâm đầu thai tam nhân. Tôi giải thích tôi mệt quá rồi cho nên tôi đi nói vắn tắt vậy thôi nha. Chính cái tâm thiện hợp trí nó cho ra cái tâm đầu thai có cái tên là tam nhân. Còn cái tâm thiện và vô trí đó, chỉ tốt bụng mình làm theo cảm hứng vậy thôi, chứ mình không có nhận thức hiểu biết gì hết, thì tâm thiện nó gọi là tâm thiện vô trí. Thì tâm thiện đó nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai nhị nha. Và nó có cái, rồi cái trường hợp thứ ba nữa, nó là cái tâm thiện nó yếu quá, nó đã cho quả rồi mà bảo dư sót của nó đó, không thì nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai thứ ba, đó là tâm đầu thai dành cho cái người cũng là con người nhưng mà tàn tật bẩm sinh. Đó, mất hẳn cái khả năng là trí óc. Thí dụ như mấy người bị mù côi, mấy người mà bị Down syndrome á, mấy người mà gọi là tâm thần đồng ảnh, tâm thần một mạch, biết trong rừng biết cái đó không ta? Trong rừng biết cái đó không ta? Biết mấy cái bệnh đó không? Tức là tâm thần nó có mặt nó đời nè, mà người Nhật, người Do Thái, người Lào, người Miến Điện, người Việt Nam, người Mỹ mặt y chang như nhau, nó giống như một cha một mẹ vậy đó. Mắt một mí mà nó bụp lên như nè, mà biết nói trong cơm có hiểu không đó. Thì nó rồi, hoặc có những người tâm thần bẩm sinh là đẻ ra là nó đã cười sằng sặc rồi, hôm nay ngước mặt nhìn trời trông ta hư ảo nghe đời phù du đó, hôm nay buồn nhảy lên cao ta buồn không hiểu vì sao ta cười đại cả như vậy. Đó là cái thứ mà tâm thần bẩm sinh, gọi là bị tâm thần bẩm sinh á. Thì cái loại này nó cũng là mang thân người nhưng mà nó đầu thai bằng cái tâm là quan sát quả thiện vô nhân. Cho nên trong cái cõi nhân loại này là một một trong những cái cảnh giới nha, một trong những cảnh giới mà hồn xác khác nhau, có nghĩa là thân thể
ngoại diện, ngoại hình đó thì kể về người khác, cao thấp mập ốm đen trắng đẹp xấu trắng đen cái quá hết không gồm gì nói mà màu da mình đã thấy bao nhiêu da rồi, da đen rồi da đỏ rồi da vàng rồi da trắng, còn tôi lúc này là lên tới da xanh rồi nha, nó nhiều loại da. Mọi màu da không đó rồi các vị thấy nó kéo theo đó là nào là mí mắt rồi sống mũi rồi thì màu tóc rồi mi cong mi thẳng mi ngắn mi dài tùm lum hết, cho nên ở trong cõi nhân loại mình cái tâm đầu thai nó đã khác nhau, kẻ thì đầu thai bằng cái tâm tam nhân có thể đắc đạo đắc thiền, còn cái kẻ mà đầu thai bằng tâm nhị nhân thì nhiều lắm là chỉ học hành qua bảng bằng cấp học vị nhưng mà không có khả năng mà chạm sờ đến những cái thành tựu tâm linh như là thiền định hoặc là đắc đạo đắc thánh thì không được. Rồi cái hạng thứ ba là tệ nhất, có nghĩa là người vô nhân, có nghĩa là cái người này đó là coi như là chỉ mang thân người cho nó khác con chó con heo vậy thôi, chứ còn cái đầu óc thì nó mụ mẫm nó muội lược coi như là nó bị không có khả năng gì hết. Nó chỉ khác con chó con mèo là có một vài thì nó biết là má, nó biết đó là má ba, nó biết đó là người quen, nó biết nói một hai câu thì như nóng quá lạnh quá điều gì đó, nó vui nó biết nói một hai chữ tượng trưng thì cái thằng thú là không có được đó, chỉ vậy thôi. Chứ còn mà các vị cứ biết rằng các nhà ngôn ngữ học họ đã bỏ công là nghiên cứu về ngôn ngữ rồi họ cho mình biết nhiều cái chuyện cũng ly kỳ và thú vị mà cũng rùng rợn không, đó là có những cái bộ tộc trên thế giới này đó, cái lượng từ vựng mà cả bộ tộc xài trong suốt cuộc đời đó chỉ có khoảng 300-400 từ thôi kêu biết, bởi vì cái này của họ nó đơn giản quá chị, quá đơn giản chị, cái 300-400 từ cắt na broker gì đó là tự nhiên như là sống chết trai gái con cá con nai con chim con rắn con chuột sống chết đau nhức nóng lạnh mát nực đó, đại khái nó gom thì nó chỉ biết lòng vòng khoảng chừng 300-400 từ vựng thôi, và suốt cuộc đời cả bộ tộc như vậy chỉ quẩn quanh có chừng ấy khái niệm cho người bị ghê như vậy đó, nha. Và chưa hết, có những bộ tộc nó còn tệ hơn nữa, nó không có cái ngôn ngữ mà Silab, không có biết phonetic Silab là gì hết, mà nó chỉ có những tiếng hú thôi, hú dài hú ngắn huýt sáo nó thông tin cho nhau, ví dụ như nó đi xe nó đi rừng như vậy mà nó gặp cái gì đó nó thổi cái quét cái tiếng quét mà quét dài quét ngắn thì cho biết rằng có mồi có thịt có thú rừng là cả bộ tộc nó nhào tới, hoặc là nó thổi như thế nào nó bộ tộc biết rằng có kẻ thù tấn công, hoặc là nó thổi như thế nào nó biết là nó cho mọi người biết là nó đang lâm nạn cần được hỗ trợ, đại khái như vậy. Nó còn đó là tệ nhất đó, cứ nghĩa là nó chỉ hơn con thú ở chỗ là nó biết được một số cái tín hiệu âm thanh chứ phải ngôn ngữ nha, tụi này nó chỉ chơi chơi cái âm thanh thôi, nó chỉ biết được một vài cái tín hiệu âm thanh, tạo ra một vài cái ký hiệu tín hiệu âm thanh để mà thông tin giữa đồng loại với nhau trong cùng một tộc, lên tới mức nó dở cái mức gọi là ký tín hiệu ký hiệu âm thanh chứ nó chưa qua được cái ngôn ngữ mà phonetic syllab chưa có, language chưa có lên chưa tới mức mức là language. Rồi cái mức nữa đó là nó có language, nó có từ vựng nhưng mà quá ít và tuyệt nhiên không có khái niệm về grammar văn phạm là no way. Rồi lên nữa từ từ nó có những cái dân tộc mà có cả 1-2 ngàn từ vựng nhưng mà không có văn phạm, rồi từ từ lên nữa có những cái sắc dân nó có những cái ngôn ngữ nó có văn phạm nhưng mà hời họ không được chặt chẽ lắm, rồi sau nữa lên nữa có những ngôn ngữ chặt chẽ từ vựng phong phú nhưng mà sao có được dùng để mà chuyển tải một cái kho tàng văn hóa thông tin đặc biệt nào đó hay không, cái đó là được chuyện khác. Ví dụ như mình thấy những ngôn ngữ lớn của thế giới, cái chữ lớn của thế giới này không phải là có nhiều người dùng hay không nha, chưa đủ cái được nhiều người dùng mới là một thôi, nhưng mà nó là cái ngôn ngữ đó nó có được sử dụng để chuyển tải văn hóa văn minh của nhân loại hay không, ví dụ như tiếng Hindu tiếng Hindi hay là tiếng Tàu tiếng Ả Rập tiếng Nga, trong khi đó mình biết tiếng Đức cái số người dùng trên thế giới nó khoảng 200 triệu trở lại thôi, trong đất Đức và ngoài Đức chỉ có khoảng 200 triệu, nhưng nó
tuyệt nhiên hiển nhiên được gọi là ngôn ngữ lớn, là vì sao? Là vì cái sắc dân mà chủ yếu nói thứ tiếng đó là một sắc dân giàu giỏi và có nhiều đóng góp quan trọng như thế giới, mà đồng thời tiếng Đức là một trong những thứ tiếng mà quan trọng chuyển tải cái văn minh văn hóa của nhân loại. Người ta nói rằng cứ năm cuốn sách mà về khoa học, về nghệ thuật của thế giới thì trong đó có một cuốn phải bằng tiếng Đức trên toàn cầu. Còn ba thứ tào lao mình không có nói nha, mình không có nói, nhưng mà về gọi là khoa học và nghệ thuật trên thế giới cứ năm cuốn mà vươn tới tầm thế giới đó là phải có một cuốn bằng tiếng Đức. Gớm như vậy nha, nó ghê ghê như vậy. Tiếng Nga mà không bằng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tàu, Ấn, Ả Rập, đúng là năm cuốn đầu tiên là phải có tiếng Đức trong đó. Thì như vậy các vị thấy, tùy vào cái nghiệp của mình nè, mà nó đưa mình vào cái cảnh giới con người, và từ đó đấy, chúng ta gọi là do cái đâm đầu thai khác nhau, cho nên cái thân tướng khác nhau, và cái khả năng gọi là ý thức, khả năng trí tuệ khác nhau đó. Cho nên cái trường hợp một là có những trường hợp chúng sinh gọi là thân khác tưởng khác. Rồi trường hợp thứ hai đó là thân khác mà tưởng giống, có nghĩa là sao? Là cái tâm đầu thai đó, tâm đầu thai đó giống nhau, tức là đều cõi phạm thiên, cõi sơ thiền sanh lên đều là bằng một loại tâm, đó là tâm quả sơ thiền sắc giới. Có nghĩa là muốn về cõi phạm thiên đó, thì tất cả phạm thiên đều phải có điểm giống nhau, ở mỗi cõi thì có điểm giống nhau, nghĩa là anh phải đắc cái tầng thiền đó. Rồi chính cái tầng thiền đó là mình cho anh cái tâm đầu thai để anh đi vào cái cõi đó. Ví dụ như bây giờ tôi đắc sơ thiền, thì ngay cái lúc tôi đắc sơ thiền là tôi đã có cái tâm đầu thai về cõi sơ thiền rồi. Không, nhưng mà với điều kiện là khi cái kiếp này mà tôi chết, lúc tôi tắt thở, cái sơ thiền mà tôi đắc nó lúc đó chưa bị mất. Chứ còn nếu mà bây giờ tôi đắc sơ thiền, năm nay tôi 50 tuổi, mà tôi chết năm 76 tuổi, lúc đó cái thiền tôi nó bị mất, thì trong trường hợp đó thì cái tâm đầu thai mà do tâm sơ thiền nó tạo ra bây giờ vô hiệu, bị xem là vô hiệu. Nó giống như là cái visa mà nó quá hạn vậy đó, nó hết hạn là xài không được nha. Cái visa mà nó quá hạn là sao xài, rồi nó xin là cái mới. Như cái rồi tôi đi Calama thì tôi xin cái visa là 1 tháng, mà tôi đi có 3 tuần, nó còn dư 1 tuần. Nhưng mà khi tôi về bên châu Âu thì cái tuần nó mất rồi, thì tháng 3 thì tôi trở qua là tôi xin lại cái mới, tôi khổ tôi xin lại cái mới. Bởi vì nó hết hạn rồi đó. Cho nên trên cái cõi sơ thiền đó thì sao ta, đầu thai thì tất cả phạm thiên đó đều đầu thai bằng một tâm giống nhau, nhưng mà thân tướng thì khác nhau. Tại sao? Là vì phạm thiên trên đó có chia thành 3 nhóm: một nhóm phạm phụ, phạm chúng và đại phạm. Thì cái vị đi đắc sơ thiền mà cái vị nào lợi căn trí huệ nhiều á, đắc thiền mà thông suốt rành rọt cái mình đắc thì đi ở cái nhóm cao hơn, cái nhóm phạm phụ hoặc là đại phạm. Nhưng mà cái vị nào mà kém đắc cũng đắc, nhưng ra mà ráng ráng vét túi, là mình vét túi vét trí tuệ rồi vét công đức để mà đắc, đắc xong rồi thì cũng ly dục rồi cũng ngon lành lắm, nhưng mà cái huệ căn nó không có mạnh, cái khả năng mà tinh tường ở trong tâm chi thiện nó không có đủ bén để mà có thể nhàm chán nó mình lên cõi cao hơn, thì cái vị này được gọi là sơ thiền thứ phẩm. Thứ phẩm nó nghĩa là nghĩa là thiếu, trong đó mình hiểu cái thứ phẩm không ta? Đấy. Thì trong trường hợp đó, đó thì cũng mang thân phạm thiên, nhưng mà hào quang thân tướng kém hơn người ta. Thật ra là người ta xẹt ra 5 cây số, 8 cây số, còn mình xẹt khoảng chừng cây nữa cây số thôi. Thì đó được gọi là tâm đầu thai giống nhau nhưng mà cái thân tướng có khác nhau. Rồi tiếp theo là thân giống nhau mà tưởng khác nhau là sao? Trong đây nói giống như phạm thiên cửa vào cõi quan âm là sao? Tức là thân vị nào hào quang cũng sẽ a phát là hào quang, sara là tia tia, trên đó nó là trong thân thể phạm thiên là hào quang nó phóng ra từng tia, những cõi khác nó mọc nguyên một quanh,
Còn cái quán Vassara này, quán nó đi ra từng tia, và đặc biệt là khi vị này nói chuyện, khi vừa bấm thì ra đó nói chuyện thì cảnh sát nó ra, nó giống như trong mấy cái phim phim vua giả tưởng, hoặc là trong mấy cái game nói chuyện mình, mấy cái lần chớp, mấy cái tia điện mà nó xẹt ra như này, gọi là Vassara. Chứ Sara này nó có hai nghĩa, Sara này là tia, và Sara này cũng nghĩa là âm thanh, là tiếng nói. Cho nên một, Apsara nghĩa là hào quang, cho nên nó ra thành tia. Và thứ hai, Apsara cũng nghĩa là nói mà nó ra hào quang. Đấy. Thì các vị trên đó giống nhau vậy chàng, nhưng mà khác nhau ở cái tâm đầu thai là sao? Ở cái tầng này có vị thì là nhị thiền cũng vô đây, mà có vị tam thiền thì cũng vô trong đây. Cho nên có Apsara này nè, hào quang cái gì giống nhau nhưng mà cái tâm đầu thai nó khác nhau, ở chung cõi vậy đó. Rồi tiếp theo là cái cõi biến thành thiên, tức là cái tâm đầu thai trên đó phải là tâm tứ thiền, và cái hào quang mày giống nhau y chang luôn, tâm đầu thai giống nhau và cái hào quang giống nhau y chang, là nhìn cha này với cha kia không phân biệt được. Dĩ nhiên họ với nhau thể biết, nhưng mà mình nhìn lại sơ qua mình thấy ông nào giống nhau, con người cũng có, con người mình cũng có, hoặc xin lỗi mình nói hơi thấp một chút, mình thấy cứ như con trâu này, con trâu pháo, con trâu cò nó khác nhau chứ. Con trâu pháo thì cái lưng nó, thí dụ như trong nhà pháo với cò không phải là giống mà là cái tên, là thí dụ trong trong nhà mình có hai con, thì con này nó có cái xoáy ở lưng, con xoáy ở dưới mông gần đuôi, con này cái sừng nó bị gãy, con sừng ngắn, con sừng dài, con này cái sừng nó bóng, con sừng nó bị sạch. Đó, ví dụ như vậy, nhìn từ xa là mình biết, ô đó con pháo, đó là con cò đẹp rồi. Nhưng mà vị Phạm Thiên ở đây thì không, nhìn từ xa giống nhau y chang, trong cõi biến tịnh thiên thì trường hợp đó được gọi là thân đồng tưởng đồng, có nghĩa là hồn xác giống nhau, đầu thai bằng một loại tâm giống nhau, và thân tướng hào quang giống nhau y chang đó. Rồi đó, làm học xong bốn hạng, bây giờ ba cái hạng còn lại mới là chua nè. Ba hạng còn lại nó thì tôi nói cho bà con nghe thì chứ mà trong lòng tôi nó cũng phập phồng nhấp nhởm âu lo, là biết nghe có hiểu không. Giảng xong cái bảy hạng này là hết hết sạch thời gian rồi nhưng phải giảng. Rồi bây giờ tôi hít vào một thời hơi dài để tôi giải thích ba cái hạng còn lại, mong là bà con rung rung là ráng lắng nghe rồi suy nghĩ. Chúng sanh trong đời này có nhiều hạng, cái hạng thấp nhất là chỉ biết theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét. Hạng thấp nhất theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét. À, tôi có thể kể ra những loại đó, ví dụ những loại động vật ở cấp thấp nhất, ví dụ như mình thấy kiến ở đâu mà có ngọt nó bu, mà mình thử mình để một tí, mình để một cục than, để một tí lửa là nó giọt hết rồi đó, nó chỉ biết vậy thôi. Rồi khi mà cái vật nóng nó mà dẹp đi rồi, qua mình xịt miếng dầu hôi, dầu lửa nó xịt là nó bỏ nó đi, nhưng mà chỗ nào không có mùi hôi thì nó bu lại. Cái đầu tụi nó rất là đơn giản, nó chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Côn trùng cũng vậy, côn trùng ở chỗ nào đất mềm mát thì nó tới nó ở, còn chỗ nào nóng hoặc là cứng quá hoặc là khô không có độ ẩm, không ai không mát, không mát không mềm, hoặc là nó có những cái hóa chất như đất phèn, đất mặn quá trùng nó ẩm được đó. Cho nên chỗ nào đất phải mềm mát, không có những hóa chất độc hại thì đụng nó ở, còn chỗ nào có thì bỏ nó dọn đi chỗ khác, nó chỉ biết chừng đó thôi, ở được hoặc không ở được, chỗ đó thích hay không thích. Chứ còn con trùng con kiến là hoàn toàn nó không có một cái niệm gì ngoài ra nữa, nó rất là mũi lượng. Cho nên loại chúng sanh cấp 1 thấp nhất đó, nó là gì? Chỉ biết đi theo cái thích và trốn chạy cái ghét. Cái chúng sanh cấp 2, khoan phải ngừng lại một chút, nãy giờ tôi ví dụ toàn lắm, mấy con giun, con dế, con trùng không trong rung, nhiều người cứ tưởng chắc không có tôi trong đó. Sai, sai bé, sai bé. Có không biết Phật pháp mà cơ địa lại lại là thấp kém, không không gần bạn lành,
thì mang thân người đi nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể sống giống hệt như là côn trùng mà mình cũng có biết. Dạ tôi biết, tôi hồi nãy tôi nói là quý vị phải lắng tâm mà tôi đổ mồ hôi khi tôi giảng, bởi vì tôi đổ mồ hôi, thứ nhất là vì tôi phải nghĩ cách nào cho bà con hiểu, thứ hai nữa là tôi đang biết là nhiều người đang thù lắm, thù tại sao tôi nói quặt tẹt ra đó, mà nói pháp phải nói như vậy nha. Có nghĩa là mình tưởng mình hơn cái con giun con dế chứ sai. Nghĩ kỹ lại coi, nó có biết bao nhiêu người chỉ biết đói ăn khát uống, rồi cái gì nữa, giao phối, rồi cái gì nữa, và tự vệ. Dầu chúng ta có đi học đại học, có bằng cấp, chúng ta đi làm có tiền, chúng ta thắt cà vạt, chúng ta mang giày cao gót, chúng ta xài bắp đậm 5-3 ngàn đô la, đồng hồ mắt kính hàng xịn, ví dụ như vậy, chúng ta tưởng mình là con người cao cấp. Sai, cao cấp theo cái tiêu chuẩn tiêu chí của xã hội thôi, chứ trong cái cõi pháp giới hữu tình chúng sinh vạn loại, thì nếu mà chúng ta chỉ cái biết lấy một cái bằng một cấp cho một cái chuyên ngành nào đó, rồi đi làm kiếm tiền, rồi chứng diện, rồi ăn sung mặc sướng, nói theo cái là cái vĩ mô, cái cấp vĩ mô, cái tầm vĩ mô của thế giới, thì chúng ta chỉ ngang với con côn trùng thôi. Vì sao? Vì cái loài chim chóc côn trùng nó cũng là đói ăn khát uống, giao phối và tự vệ, có nghĩa là chống được thì chống, còn không chống được thì bỏ chạy. Thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng biết là đói ăn khát uống, lạnh thì mặc áo vô, mùa hè mặc đồ mát, mùa đông mặc đồ ấm. Rồi biết giao phối, biết tình cảm nam nữ nhớ nhung, sanh con đẻ cái, rồi gì nữa, đứa nào đụng tới mình thì mọc là mình đối kháng, đối kháng được thì sao ta, khóc giọt mắt trốn núp lẩn tránh, thấy chưa, y chang vậy đó quý vị, y chang. Cho nên loại sạch, loại cấp, loại thấp nhất là gì, là cái loại đó đó, không phải là chỉ có côn trùng mà gồm cả con người mới nữa. Nhớ nha, chúng ta sống mà thiếu một chút trí óc là y chang như côn trùng chứ không có khác cả. Chẳng qua đây là một thứ côn trùng biết mặc áo quần, biết xài bắp đầm, đeo đồng hồ hiệu, chỉ vậy thôi nha. Cho nên cái loại chúng sanh cấp 2 là gì? Cấp 2 là biết, ngoài biết cái loại một là chỉ biết thích và ghét thôi, loại 2 là biết thiện ác. Cái loại thứ hai là biết thiện ác, biết cái này là nên làm này, cái này không nên làm, tại sao cái này nên làm là bởi vì cái này hại mình hại người, đời này đời sau pháp luật trừng trị, lương tâm cắn rứt, tiếng đời chê trách. Biết nghĩ cái đó rồi tránh, không có làm mấy điều bậy bạ đó. Làm lành lánh dữ vì nhiều lý do, nhưng mà lại thấy biết làm lành lánh dữ, biết quan tâm cái thiện cái ác đó, đó là loại chúng sanh thứ hai. Nhưng mà cái loại này đó, nó cũng vẫn còn bị phản phất cái mùi của loại một. Loại một là trốn khổ tìm vui, theo cái thích mà trốn cái ghét bằng mọi giá. Còn cái loại thứ hai đó là làm lành lánh dữ để làm chi, để trốn khổ tìm vui, để có được cái thích và né được cái ghét. Nhưng mà nó cao hơn loại một. Loại một là bằng mọi giá, còn loại hai không. Loại hai là trốn khổ tìm vui, theo cái thích mà bỏ cái ghét, bằng cách là làm lành lánh dữ để được sung sướng, giàu có, đẹp đẽ, để tôi lấy mắt. Đó là loại hai. Loại một đó là đi tìm cái mình thích bằng mọi giá, còn loại hai là tìm cái mình thích bằng việc làm lành lánh dữ. Nhưng mà trong cái đám mà biết làm lành lánh dữ này nè, nó lại chia ra nhiều cấp đó. Cấp một, phân biệt thiện ác nhưng mà lòng còn đam mê trong dục lạc, mắt thích nhìn, lỗ tai muốn nghe, mũi thích ngửi mùi thơm, lưỡi muốn nếm vị này vị nọ. Đó là cấp một của người thích làm lành nhưng mà để hưởng dục. Cái cấp hai, cái trong cái hạng thứ hai mà hạng làm lành lánh dữ này nè, nó có ba cái, tôi nói rồi mới theo kịp không. Cấp 1 là đã nói rồi, cấp 2 là biết làm lành lánh dữ để trốn khổ tìm vui. Nhưng mà trong cái cấp 2 nữa là chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 là làm lành lánh dữ để mà được hưởng dục. Nhóm 2 đó là tu thiền để làm chi? Để được sanh về cả cõi phạm thiên của hào quang. Đó, xẹt tâm lâm hết. Rồi cái nhóm 3 là chán luôn vật chất, không thích của hào quang. Đó, không muốn có thân xác hình danh sắc tướng nữa, mà họ hướng tới cõi vô sắc. Bởi vì cái nhóm 2, nhóm 1 á, thì nó thấy cái đám cái nhóm mà làm lành lánh dữ để hưởng dục á, thì nó thấy cái đám mà không biết tội lỗi đó nó khinh. Nhưng mà tưởng sao anh làm lành lánh dữ để anh cũng được hưởng hưởng dục thôi, anh chỉ khá hơn cái đám kia.
Nhưng mà cái nhóm mà tu thiền sắc giới á, thì nó khinh cái đám hưởng dục, nó nói rằng cái đám này không có khác cái đám mà côn trùng bao nhiêu hết trơn. À, chẳng qua là tụi nó chỉ là những cái con này con kia rồi biết mặc áo quần vậy thôi, nó khinh như vậy, nó khinh ra mặt vậy đó. Cho nên nhóm hai là tu thiền sắc giới để làm ngồi làm chư phạm thiên và coi như là không hưởng dục, ăn rồi là cứ ngồi thiền mát lạnh rợn người nhẹ bẩn mà quan sẹt như là hàng nhỏ đá, đó là nhóm hai. Nhưng mà tới cái nhóm ba là cái nhóm cao cấp nhất, họ mới suy nghĩ. Còn lệ thuộc vào cái hình danh sắc tướng, còn lệ thuộc vào cái hình dáng ngoại diện là còn nặng nề mệt nhọc. Không, mình chỉ tồn tại bằng cái tâm là được rồi, chứ còn cái thân này có nó để làm cái gì, chỉ thêm nặng nề ba cái hồ quang sẹt 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 mấy thằng tào lao nó thích, chứ còn mình đâu có màng mấy cái sẹt sẹt đó. Cho nên cái đám này nó mới là chán cái thiền sắc mà tu cái thiền vô sắc. Mà chán bằng cách nào? Không phải là cái thứ tào lao mà chán được đâu nha, phải là cái người đắc cái tầng thiền sắc giới cao nhất mới có mới 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 làm được cái này. Khi người ta đắc cái tầng thiền cao, tầng thiền sắc giới cao nhất thì người ta mới nghĩ thế này. Từ đó đến giờ là bao nhiêu cái thiền định của mình là mình đắc toàn là bằng đề mục vật chất không à. Đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. Mà cái chữ hư không ở đây đó nó có nghĩa là cái khe hở, cái khoảng trống. Ở trong 10 đề mục Kasina cái chữ hư không nghĩa là khe hở hay khoảng trống. Cái hư không đó, nó rất là giới hạn, chỉ có hư không của vũ trụ đó, thì nó mới là thực sự là bao la. Các vị có biết hôm nay các nhà khoa học họ cho mình biết có vô số vũ trụ, và riêng cái thái dương hệ của mình, cái khoảng trống mà của vũ trụ của mình á, các người biết nó rộng bao nhiêu không? Nghĩa là cái vũ trụ của mình, cái khoảng trống, cái khoảng không vũ trụ mà của cái đại dương hệ mình nó rộng lắm. Nó là 300 triệu năm ánh sáng. Mà ánh sáng nó đi với tốc độ gì ta? Là 300.000 km một giây. 300.000 km một giây. Thì các vị tưởng tượng nếu mà là một phút á, thì mình nó lấy 300.000 mà mình nhân cho 60, có nghĩa là một phút ánh sáng nó đi được như vậy đó, tức là lấy 300.000 mà nhân cho 60, vì một giây nó đi được 300.000 mà đấy, mà tức là một thời gian mà cái tốc cái khoảng cách mà ánh sáng đạt được trong một phút đó, là lấy 300.000 mà nhân cho 60 nha. Thì các vị tưởng tượng nếu mà là một tiếng đồng hồ đó, 60 phút, thì nó là bao nhiêu km? Rồi thì một ngày 24 tiếng đồng hồ, một tuần đó là 7 ngày, tức là 7 lần 24. Rồi một tháng đó là 30 lần 24. Rồi một năm là hơn 300 lần 24. 365 lần là 64 và 65 lần 24. Như vậy thì các vị tưởng tượng một năm cả ánh sáng nó đi bao xa. Mà ở đây cái khoảng không của vũ trụ mình nó là 300 triệu năm ánh sáng. 300 triệu năm ánh sáng. Nó rộng lắm. Rộng lắm. Và đó là cái mức dò của các nhà khoa học dựa trên các phương tiện vật chất nha. Chứ chưa nói đến thần thông. Mình nghĩ là cái số đo này chưa chắc là chính xác. Đó, nó dễ sợ như vậy. Cho nên cái vị mà họ đắc được thiền sắc giới rồi họ chán, họ thấy rằng hễ còn bị gói ghém, bị gò bó trong cái vật chất thì nó mệt quá. Tôi nói hoài mà cái Trung Rung còn nhớ không, tôi nói có nhiều lúc mình ngồi mình ngẫm là mình thấy mình đang bị nhốt tù trong cái thân này này, chính vì có cái thân này mình phải bị nóng, bị nực,
bị lạnh lẽo, rồi bị đói, bị khát, bị đau bụng, nhức đầu, bị nhức răng, tiêu chảy, rồi vì có cái thân này mình bị mỏi lưng, bị tê chân, rồi vì có cái thân này là mình mới bị cái sức hút của trái đất, mình muốn bay mình bay không được, rồi mình phải đi từng bước từng bước, mình muốn nhanh thì phải chạy, mà chạy được có chút là nó mệt đó, mình phải giam giống được cái thân này. Có biết bao nhiêu người họ thấy cái thân này là một cái đó rất đáng hãnh diện, nó rất là đáng yêu, rất là đáng được chăm sóc, rất đáng được làm đẹp. Nhưng mà có những người họ chán, họ thấy họ bị gò bó trong đó. Cho nên trong kinh Đức Phật ngài dạy là một trong những cái cách mà để đối phó với cái chết, đối phó với cái sự sợ chết đó, đó là khi mà mình còn khỏe, mình còn trẻ, khi còn còn sống là thường xuyên quán chiếu thân này là gánh nặng, thân này là tội khổ trầm luân, thân này là ổ bệnh, thân này là cái ổ rác, đống rác, là cái ổ bất tịnh. Nó thường xuyên tâm niệm như vậy, cho nên khi mà vị đó đối diện với cái chết, vị đó chỉ cần nhớ rằng mình sắp bỏ cái chén cũ để xài cái chén mới rồi, nhớ nha. Và các vị khi nghe giảng ở đây thì phải làm liền ngay bây giờ, chứ đừng có đợi tới mai mốt mà nằm liệt giường lố tu nó trễ. Mà các vị biết cái này, biết cái này là cái tôi sợ nữa. Cái lúc đó mình nói không được, mình bị ngứa ở lưng mình nói không được, mình cứ nhìn ra hoài mà làm sao mình nói cho tôi biết là gãi giùm tôi chỗ đó đi, nói không được. Còn mình khát nước, mình biết nói làm sao, thì họ nuôi mình, họ cứ canh lâu lâu cái họ lấy cái nước họ thấm thấm vô môi mình, khi mình khát quá trời khát luôn mà biết nói làm sao. Và có lúc mình không muốn uống mà nó cứ đổ vô hoài, mình thở cái được, các bạn biết không, khổ lắm. Đấy. Cho nên có những người họ sợ cái thân, những người có người họ sợ cái thân già, có người sợ thân bệnh, có người họ sợ cái thân nhân loại, rồi có những người cao hơn nó là họ sợ cái sự hiện hữu trong cõi dục, rồi có người cao hơn nữa họ sợ cái sự có mặt của đất nước lửa gió, của hào quang, của thân tướng. Rồi bây giờ bắt đầu tôi giảng ba cái loại này nè, nãy giờ tôi đi vòng quá trời xa luôn, bây giờ tôi mới trở lại. Thì cái ông mà ổng đắc cái thiền mà thiền vô sắc ở cái thiền sắc giới mà cái tầng cao nhất, tầng ngũ thiền á, đa phần đắc đó đó xong là chìm sâu trong đó, sung sướng lắm, mát lạnh tối ngày, nghe rừng rợn rợn rợn, người nhẹ bổng như bông gòn. Nhưng mà trong cái đám mà đắc thiền phạm phạm thiền, đắc ngũ thiền này nè, lâu lâu cũng lọt ra ngâm, không thấy rằng cứ ngồi hoài rồi cứ rừng rợn rợn mát lạnh nè, quanh sạch sẽ chứ không thấy rồi nó làm xa quá, ông mới chán, ông mới nghĩ bụng là tôi không muốn bị nhốt ở trong cái vụ mà sạc sẹt này nữa, thì ông mới dòm quanh đời đất, ông thấy trên đời này có cái gì mà không dính với cái sạc sẹt này không, thì ông nhìn ra cái khoảng không bao la, nó chỉ có cái hư không, hư không này nè, không vũ trụ á, cái universal space, cái đó đó mới là bao la thật sự. Các vị nghe nha, chỉ có cái hư không này nè, chỉ có hư không của cấp của hư không vũ trụ, khoảng không vũ trụ, khoảng không vũ trụ này nè, Anantokaso, chỉ có khoảng không này nè nó mới thật sự là thoải mái, thật sự là giải thoát. Mình làm sao mà mình với khoảng không này thành một đó, thì lúc đó mình mới đã nha. Làm sao mà mình á với khoảng không này không có khác gì hết, là một, nghĩa là đừng có cái thanh tướng này nữa, lúc đó mới nó mới thật sự là giải thoát, thật sự là thoải mái, thật sự là đã đời nha. Thì với cái năng lực của một cái vị đắc ngũ thiền lúc đó, cộng với cái túc duyên của nhiều kiếp quá khứ, cà cái vụ này mà có cái vụ đó nữa, túc duyên quá khứ nghĩa là nhiều đời đã từng đắc thiền vô sắc rồi, nhiều đời đã từng đắc rồi, mà nhiều đời cái đây nghĩa là nhiều đời gần chứ còn xa quá thì không có kể, mà gần nữa nè có đắc rồi, và cộng với bây giờ là mình đang có cái ngũ thiền nữa, ngũ thiền sắc giới, hai cái này nó cộng lại, cho nên chỉ cần mình suy nghĩ tôi không muốn ở đây nữa, cái tôi muốn là tôi hòa tan thành một với cái hư không của vũ trụ ngoài kia, cái không gian của vũ trụ ngoài kia, thì khi vị đó nghĩ như vậy đó, vị đã đắc cái tầng thiền vô sắc đầu tiên gọi là hư không vô biên. Có nghĩa là sao, có nghĩa là sao cái kiếp đó trên cõi cõi sắc giới vị đó chết rồi, rồi vị sẽ sanh về cái cõi được rồi, cõi hư không vô biên, cái cõi này sống lâu dữ lắm luôn à, hàng chục ngàn đại kiếp, cả chục ngàn đại kiếp à, nhưng mà có, nó có một cái chuyện nữa là có những vị họ đắc được cái hư không vô biên này nè, họ không có dừng lại ở đó, nếu họ là người huệ căn, nếu có huệ căn, các vị thấy không, đi đâu đi mà cái hơn nhau cái này nè, cho nên ông Napoleon ông có sử sách nói ông là chiều cao ông hơi khiêm tốn,
thì ông bị một cái ông tướng chọc ông. Ông tướng nói ổng lùng quá, thì ông nói thế này: "Du, you không phải là long than me, mà you phải là taller than me, mà you longer than me, you không phải là cao hơn tôi, mà you chỉ dài hơn tôi thôi." Để các vị có nghe hiểu được hai chữ này không? You không phải cao hơn tôi, mà you chỉ dài hơn tôi thôi. Dài nghĩa là nếu mà you nằm xuống đất á, thì you dài hơn thôi, chứ còn you không có cao hơn tôi. Đó là một một lúc khác. À, để trả lời cho một cái người nói ổng lùng, ổng nói thế này: cái chiều cao của đàn ông mà tính từ cổ trở lên, để ý mới cái đầu á, chứ không phải tính từ vai trở xuống. Các bạn nghe kịp không? Tính nó cái chiều cao của đàn ông đó, là tính từ vai đó lên, nghĩa là chiều cao của cái đầu mà đúng. Trong cái cõi luân hồi đó, ai có cái này khá nè thì nó mới có chỗ đến nó xài được khá. Còn cái này không biết xài đó thì nó mệt mỏi lắm, nó lẫn quẩn lắm. Này nó lẫn quẩn lắm. Thì mấy cái vị mà họ đắc được cái hư không vô biên đó, trong số đó có mấy cái tài mà có cái này nè, họ mới nghĩ trong bụng, họ nói cái hư không nó vô biên thiệt á, nhưng mà nó còn bị tâm mình biết mà, nó còn bị tâm mình biết mà. Như vậy cái tâm mình mới ghê cái khoảng không vũ trụ nữa. Như vậy tâm mới là vô biên. Khi họ nghĩ như vậy, họ đã đắc được cái tầng vô sắc thứ hai gọi là thức vô biên. Họ chết rồi họ sanh về cái cõi đó, tuổi thọ nó lâu gấp đôi cái hành gia hư không vô biên đó. Nó mới hình thành ra cái nó mới dẫn cái cõi thức vô biên là chỗ đó. Rồi thì chưa hết, trong cái đám mà gọi là đắc cái thầy cái thức vô biên này nè, lại có mấy anh cha có cái này nữa. Thì mấy anh cha mà gọi là xoàng xoàng đó, thì dây coi như chả chết cứng chết dí trong cái tầng thì nó nhiều, nó là đã lắm, mà đây là đỉnh cao của trí tuệ rồi không. Nhưng mà có mấy cái ông mà còn khá hơn, ông nghĩ được bụng muốn không, cái khoảng không vũ trụ nó bao la thiệt, mà nó vẫn bị tâm biết. Mà cái tâm đó nó tuy nó ghê cái khoảng không vũ trụ thiệt, nhưng mà tâm nó vẫn còn bị tâm biết, và tâm của người này vẫn còn bị tâm của người kia biết. Các bạn nghe kịp không? Hư không tuy là nó vô biên thiệt, nhưng nó vẫn còn bị tâm biết, mà cái tâm đó nó vẫn còn tâm của mình, cũng chính mình á, mình vẫn có thể biết được tâm của mình. Như vậy tâm này vẫn có thể bị tâm kia biết, và tâm của người này vẫn có thể bị người kia biết. Như vậy thì hạn chế quá. Như vậy thì cả cái thằng hư không lẫn cái thằng tâm thức tuy là vô biên, nhưng không có thằng nào ra cái gì hết. Khi mà họ nghĩ trong bụng không có thằng nào ra cái gì hết, không có thằng nào tin được, thì lúc họ lại đắc cái tầng thứ ba, đó là tầng vô sở hữu xứ, rồi họ chán phèo hai nó luôn. Thì họ có cái lòng mà họ chán hai đó, họ nói không có đứa nào xài được, nấp chứ kinh chị, không có đứa nào mà đáng để mà mình bận tâm hết. Khi mà họ chán hai cái ông đó rồi, họ đắc tầng thứ ba, đó là vô sở hữu. Cái chữ sở hữu đây có nhiều người hiểu lầm, tưởng là có xe, có possession. Không phải sở hữu đây, không phải là cái vật sở hữu, mà sở hữu đây là tiếng Hán, nghĩa là có chỗ có. Nó cái kinh chỉ quả kinh cho nó là không có gì nha. Chỉ sở hữu đây nó không phải là quyền sở hữu đất đai, sở hữu sổ đỏ, sở hữu nhà đất, sở hữu bất động sản, không phải. Mà vô sở hữu là không có gì, nothing at all, là không có gì hết. Nó cái kinh chỉ họ buông nó xong, họ mới đắc được cái thằng mà gọi, cái thằng mà gọi là vô sở hữu xứ. Các bạn nghe kịp chưa? Thì ở đây Đức Thế Tôn là chỉ kể tới cái tầng thứ ba, tầng ngày không có kể nữa nha. Bởi vì cái tầng thứ tư là tầng phi tưởng, phi phi tưởng là cái có những người khi đã đắc tới cái tầng thứ tư á, ở tầng thứ ba đó, họ lại chán, họ sống với nó một thời gian, họ thấy họ nó có vậy rồi hả ta, nó chỉ bỏ hai thằng kia nhưng mà nó cũng tới vậy rồi hả ta, nó có cái nào hơn cái này nữa không, cái này vẫn còn thô quá. Khi mà họ có lòng họ che cái thứ ba này, lập tức họ lại đặt cái thứ tư là phi tưởng, phi phi tưởng. Tâm thức đạt tới cái mức vi tế, nói có cũng không đúng mà nói không cũng không đúng. Phi tưởng tức là nó, nếu mà nó có tâm là sai, nhưng mà phi phi tưởng cũng không thể nói rằng nó không có tâm. Nó vi tế đến mức mà có như là không, không nhưng mà có nha. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn ngày không có kể tới cái loại thứ tư, ngày kể là loại thứ bảy thôi, đó là thứ ba thôi. Ok, đúng giờ rồi. Các vị có hiểu không? Các vị có hiểu bữa nay tôi giảng cái gì không? Alo. Các vị có tôi giảng có hiểu không? Tôi thù ba cái vụ mà chấp tay rồi tri ân. Tôi chỉ cần các vị có mấy chữ à.
có nghe rõ không? Nghe rõ. Câu thứ hai, có hiểu được không? Hiểu. Còn ba cái vụ mà chấp tay chấp chân rồi rồi cảm ơn rồi cái đó nó xảm được. Chúc quý vị một ngày vui, ngày mai mình gặp nhau nữa.